Chấp ma thuyết minh tập 124 Gặp tất cả mọi người bị cổ khuyết kiếm trấn trụ, huyết trường không cất tiếng cười to, lòng tin tăng vọt, bị ninh phàm một quyền kích thương nội tâm vẻ lo lắng, quét sạch sành xanh. Cái kia cổ khuyết cự kiếm trên thân kiếm, khắc đầy huyền ảo đường vân, nhăn nheo chập trùng, tựa như vỏ cây đột ngột, tiên khí bức người. Cự kiếm huy động ở giữa, vô số tiên khuyết cổ lâu hư ảnh, từng cái xuất hiện trong tinh không, những hình bóng tiên khuyết cổ lão kia, lộ ra vô thượng uy ác khiến người không nhịn được liền muốn quỳ bái quỷ dị vô cùng không ít nhận biết kiếm này sát lục điện lão quái thần sắc vì đó kịch biến thất thanh nói kiếm này lại là lấy cổ thiên đình ngũ lâu thập nhị khuyết di chỉ đúc thành ẩn chứa chân chính tiên linh chi lực sợ là so phổ thông tiên thiên pháp bảo lợi hại rất nhiều khuyết trường không cự kiếm vung lên khổng lồ kiếm khí tựa như bạch long xông ra kiếm quan sáng chói sáng rõ đám người mở mắt không ra khi kiếm quan thế tới quá nhanh, tựa như trong nháy mắt liền bổ đến tinh không cuối cùng, thẳng bức ninh phàm mà rơi. Vô số người ánh mắt, tập trung tại cổ khuyết kiếm phía trên, chấn kinh nơi này kiếm cái thế uy ác. Khuyết trường không tu vi, vốn là lực áp minh hải tiên vương, có thể xưng trong chuẩn đế người nổi bật, giờ phút này sử dụng tiên thiên bảo kiếm phát ra trảm kích, gần như không yếu tại tiên đế một kích nhiều lắm. Không người cho rằng ninh phàm có thể đỡ kiếm này một kích chính là minh hải tiên vương cũng không ngoại lệ a à. minh hải mặt trầm như sắt như lâm đại địch đang muốn từ bên cạnh tương trợ ninh phàm lại bị ninh phàm đưa tay cản ở sau lưng đại trưởng lão nhanh đi bình định trong điện phản loạn để tránh môn đồ tổn thất quá nặng người này giao cho ta xử lý ninh phàm ngữ khí có một loại nhìn quen sóng gió thông dong đối với phổ thông đông thiên tu sĩ chuẩn đế đã là tồn tại trí cao vô thượng nhưng với hắn mà nói chuẩn đế đã không tính là gì đại địch mở miệng đồng thời ninh phàm tay kia hướng lên trời tế lên một tấm hắc sắc cà sa cái kia cà sa một khi xuất hiện quanh mình lập tức yêu phong đại tác về phần cà sa thì tại trong yêu phong dài ra theo gió hóa thành vô biên to lớn đem huyết trường không tốn sức toàn lực phát ra trảm kích đắp một cái đóng cái hoàn toàn lại một bao khẽ quấn trực tiếp đem trảm kích kia bao tại trong cà sa đóng chặt hoàn toàn không cách nào lộ ra mảy may vật này chính là ninh phàm cực ít sử dụng hắc sơn hùng tổ cà sa đoạt từ thiên đô đại đế chi thủ là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo có thế mặt ở trên người sung làm hộ giáp cũng có thể xem như pháp bảo tế ra thu thiên nạp địa phương vô số người cả kinh không ngậm miệng được bởi vì ninh phàm hời hợt ngăn lại huyết trường không một kích mà rung động kẻ này lại cũng có tiên thiên pháp bảo nơi tay lại đón lấy huyết trường không một kích lại tựa như không mất tí khí lực nào đồng dạng. Minh Hải Tiên Vương giật mình không nhỏ, tiếp theo thần sắc vừa thu lại, có ấy nấy, có tháng phục, thần sắc vô cùng phức tạp. Được chứng kiến Ninh Phàm lợi hại, Minh Hải biết rõ lúc này nơi đây, phía bên mình thật chỉ có Ninh Phàm có thể cùng huyết trường không ngang nhau giao thủ. Đại nạn lâm đầu, chỉ có thiếu đế, có thế thủ hộ sát lục điện, thủ hộ bắt đẩu hậu duệ. Nếu như thế, làm phiền thiếu đế ngăn chặn người này một lát, đợi thuộc hạ đánh chết còn lại người phản loạn, lại đến trợ giúp thiếu đế đánh giết nghịch tặc huyết trường không, là điện chủ Tuyết Hận. Ừm, đi thôi, đem lần này phản loạn nghịch tặc toàn bộ đánh giết, nguyên thần lưu lại, ta muốn huyết tế những nghịch tặc này. Đúng. Lấy thuộc hạ tự xưng, đại biểu cho Minh Hải Tiên Vương đối với Ninh Phàm thiếu đế đời thứ 8 thân phận, có chân chính tán thành. Lúc này mới qua bao nhiêu năm năm đó còn ở vào bước đầu tiên tiểu gia hỏa, bây giờ đã là sát lục điện duy nhất hy vọng. Đang khi nói chuyện, Ninh Phàm còn tại không nhanh không chậm ứng đối lấy huyết trường không lần lượt trảm kích. Mặt ngoài, hắn ứng đối huyết trường không cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật, mỗi một lần ngăn cản huyết trường không trảm kích, đều cần hao tổn hắn đại lượng pháp lực. Mạnh thu đối phương trảm kích, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Né tránh trảm kích cũng không khó, càng thêm tiết kiệm pháp lực, nhưng nếu là hắn chỉ lo chính mình né tránh, mặc cho trảm kích kia tác động đến tứ phương, tàn phá bừa bãi sát thương, mặt khác sát lục điện môn đồ, sẽ có rất nhiều bị dư ba chém giết. Hắn giờ phút này thu mặt quỷ, thu ô tiên vân, chỉ áo trắng phiêu nhiên đứng ở trong tinh không, thần sắc giống như muôn đời không tan huyền băng. Diệt thần thuẫn tạm thời không cách nào sử dụng, kể từ đó, chặn đánh giết một tên chuẩn đế, cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Theo ninh phàm ánh mắt mãnh liệt, trong tinh không, bỗng nhiên có mưa rơi. Nước mưa hoàn thành tinh lộ, Ninh Phàm đạp trên mưa đường, từng bước một hướng huyết trường không tới gần, mỗi một bước, đều lộ ra không cách nào tưởng tượng sát khí cùng ma niệm. Huyết trường không nội tâm không nhịn được cuồng loạn không ngừng, bản năng của thân thể, đối với Ninh Phàm tới gần có bất an, cự kiếm vung vẫy càng nhanh, một kiếm liên tiếp một kiếm hướng Ninh Phàm bổ ra, tất cả trảm kích đều bị hùng tổ cà sa ngăn trở. Làm hắn bất an, là ninh phàm lại cũng có được tiên thiên pháp bảo, có thế nhẹ mèo nhạt viết ngăn lại hắn cổ khuyết kiếm chém, còn có một chút là ninh phàm trên người sát khí sao mà chi trọng, cơ hồ là hắn cuộc đời ít thấy. phải biết liền xem như tiên đế ở trong tiếng xấu rõ ràng hạng người cũng chưa chắc có thế có được ninh phàm trình độ này sát khí. muốn làm cho sát khí mạnh đến trình độ như vậy, vẹn vẹn tích lũy giết chóc nhân số là không đủ, nhất định phải đánh giết tiên đế một cấp trí tôn nhân vật mới được lục kiếp tiên đế, ta giết qua. Khuyết trường không bỗng nhiên nhớ tới Ninh Phàm mà nói, nội tâm một cái giật mình. Câu nói này, khuyết trường không trước đó chỉ coi là một câu trò cười, căn bản không có để ở trong lòng, nhưng giờ khắc này, lại ẩn ẩn có coi trọng. Bản năng của thân thể nói cho hắn biết, Ninh Phàm cực có thể là một cái có thể so với thời cổ tiên tôn nhân vật nguy hiểm, có lẽ. Thực sự từng đánh chết tiên đế cũng chưa biết chừng, Bằng không hắn như thế nào đối mặt ninh phàm sát khí lạnh tới tận xương. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, ninh phàm chỉ là một cái vạn của tiên tôn, đánh giết tiên đế căn bản chính là vô nghĩa. Tiên đế là cái gì? Tiên đế thế nhưng là mạch pháp thời đại đỉnh phong tồn tại. Là vô số bước thứ hai tiên tu suốt đời truy cầu. Là một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Tiên tôn có thể nào đánh giết tiên đế? Nói bậy nói bà. Là, là. Sát khí này, nhất định là lấy cực kỳ huyền diệu thủ đoạn ngụy tạo. Nhất định là như vậy. Khá lắm gian xảo tiểu nhi. Thế mà giả tạo sát khí dọa người, cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, ngươi cho rằng lão phu có tin hay không, lại bởi vậy mà sợ ngươi sao? Chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại cũng có một kiện tiên thiên pháp bảo, khó trách ngay cả hình diễm đều cắm trên tay ngươi, cũng là không thể quá coi thường ngươi. Đáng tiếc ngươi không biết Đồng thời tiên thiên pháp bảo hạ phẩm, cũng có phân chia mạnh yếu, pháp bảo của ngươi có thể ngăn cản ta phổ thông trảm kích, nhưng nếu ta triển khai kiếm này chân chính uy năng, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi có biết? Chúng tu chi tổ tiên, có một cái cộng đồng danh tự, gọi là tiên linh. Khuyết trường không cười lạnh liên tục, dùng ra họa tộc tộc trưởng thân truyền một thức kiếm thuật, đem cổ khuyết kiếm ẩn chứa tiên linh chi lực, một chút xíu kích phát, cả người mờ mịt tại trong tiên khí giống như một tôn cổ chi thượng tiên, uy nghiêm không thể nhìn gần. Trước có thần linh sau có tiên, tiên lộ vừa mở hương hỏa diên. Đây là một câu ghi chép tại trong hồ sơ tuyệt mật của họa tộc, cụ thể hàm nghĩa, huyết trường không không hiểu, hắn chỉ mơ hồ biết, thế gian này có một loại lực lượng, tên là tiên linh chi lực, là viễn cổ tiên linh mới có thể có cực hạn lực lượng, là tu sĩ không cách nào nắm giữ lực lượng, so thiên địa chi lực, đại đạo chi lực càng khó phỏng đoán nhưng gặp trên cổ khuyết kiếm bắn ra vô số tiên khí, tiên khí lắc một cái phía dưới, Ninh Phàm dẫn tới tinh không mưa phùng toàn bộ như là đứng im, không thăng không rơi. Cự kiếm tiếp theo hướng Ninh Phàm một chỉ, tức vạn hào quang từ thân kiếm bay ra, đó là từng cây lông trâu giống như thật nhỏ kiếm ảnh, lấy trong truyền thuyết tiên linh chi lực chỗ ngưng. Tức vạn hào kiếm như là bạo vũ lê hoa giống như vẫy xuống mà đến, quét sạch tinh không, phá không lúc phát ra ngàn chim duệ minh chói tai thanh âm, hướng Ninh Phàm nổ bắn ra xuống. Một chút sát lục điện môn đồ né tránh không kịp, bị một chút tiên linh hào kiếm chém trúng, cả người nhất thời hóa đá mà chết, chết cùng nhau cực kỳ quỷ dị, tựa như một thân tinh huyết, tu vi đều bị tiên linh hào kiếm kia ăn tận đồng dạng. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, thử lấy hùng tổ cà sa đi thu những này tiên linh hào kiếm, lại chỉ lấy đi ba thành, còn lại bảy thành giải khai cà sa phòng ngự, thế không thể đỡ tiến đến. Ninh Phàm thần sắc có ngưng trọng, lại tế ra một cái củ nát quạt hương bồ, thần thông thúc dục, hướng bạo vũ kiếm châm kia quạt liên tiếp mấy trăm cái. Lại có ba thành kiếm châm bị liệt diễm đốt thành tro bụi, lại vẫn có bốn thành dư thế không giảm, xông đến hắn ngàn trượng bên trong, mang cho hắn từng tia từng sợi cảm giác nguy cơ. Hắn giờ phút này chưa chữa trị diệt thần thuẫn, nếu để những kiếm châm này tới người, bao nhiêu sẽ có thương thế. Đương nhiên cũng không trở thành trí mạng, dù sao thần linh phế thể cường hãn, Thế nhưng là còn tại đó, lại hắn luôn cảm thấy, tiên linh chi lực của những tiên linh hào kiếm này, cùng hắn thể nội dân lên muốn phát thần linh chi lực có chút nói hùa, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Thật là lợi hại của khuyết kiếm, ngay cả dùng hai kiện tiên thiên pháp bảo, đều cản không hết nó uy năng. Nhưng nếu là ba kiện tiên thiên pháp bảo, thì như thế nào? Tại huyết trường không ba ngày thấy ma trong ánh mắt, ninh phàm lại tế ra thứ ba kiện tiên thiên pháp bảo, thần lôi kính. Bảo vật này là Ninh Phàm rất nhiều tiên thiên pháp bảo hạ phẩm bên trong, vi năng mạnh nhất một cái, kính này vừa chiếu xuống, còn lại bốn thành tiên linh hào kiếm toàn bộ bị lôi quang chém nát, thế công đến tận đây triệt để tiêu tán. Ninh Phàm chỉ quyết lại biến, lại có một đạo to cỡ miệng chén thần lôi từ trong kính bổ ra, trong nháy mắt liền bổ đến huyết trường không thiên linh ba thước. Huyết trường không kinh hải, bản năng cầm cổ huyết kiếm đi cản, mặc dù ngăn trở đại bộ phận lôi lực, nhưng vẫn là bị đánh nát mặt quỷ, lộ ra chân dung, là một cái hạt phát đồng nhan lão giả. Búi tóc cũng bị đánh mở, tóc tai bù xù bộ dáng, rất có vài phần chật vật, thần sắc cũng liền càng thêm âm trầm. Kẻ này lại có ba kiện tiên thiên pháp bảo, mà kiện cổ cảnh cuối cùng này, tự hồ không thể so với cổ khuyết kiếm yếu. Kẻ này lấy ở đâu nhiều như vậy pháp bảo? Nếu nói là loạn cổ ban tặng, ta tuyệt không tin. Không chỉ huyết trường không một người biết được, thế nhân lại có ai không biết, loạn cổ đã chết chỉ còn một sợi huyễn tượng kéo dài hơi tàn, khi còn sống chí bảo một cái đều không có giữ ở bên người, sao có thể có thế ban cho ninh phàm. Nhưng nếu nói những pháp bảo này là ninh phàm bằng tự thân chi lực sưu tập mà đến, không phải bất luận kẻ nào ban tặng, huyết trường không tuyệt không tin tưởng. Kẻ này có ba kiện tiên thiên nơi tay, ta muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu như thế, ta cũng không cần lại lưu thủ. Khuyết trường không bỗng nhiên há mồm phun một cái, một vệt kim quang bay ra bên ngoài cơ thể, đúng là một đầu màu vàng tuyến trùng. Cái kia tuyến trùng ký sinh với hắn thể nội, cùng hắn tính mệnh tương tu, đoạn chính là vô cùng lợi hại, không chỉ là hắn, tuyệt đại đa số họa tộc tu sĩ, cũng sẽ ở thể nội nuôi trùng, trùng phẩm phần lớn khác biệt. Cái này màu vàng tuyến trùng hai bên đều là trùng thủ, một mái một trống, một khi hiện thân, lập tức dài ra theo gió, hóa thành giống như núi cao cự thú chiếm cứ tinh không, giác hút là giác hút hình, phun ra nuốt vào ở giữa ngay cả đại đạo đều có thể hút vào trong bụng, tu vi là vạn cổ ngũ kiếp, nhưng tuyến trùng này quỷ dị, cho Ninh Phàm cảm giác muốn so bình thường ngũ kiếp tiên vương khó đối phó hơn. Một người đánh không lại ta, liền xin mời trợ thủ A. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói. Khuyết trường không mặt mo đỏ ửng, buồn bực xấu hổ không thôi, hắn tu vi vượt qua ninh phàm rất nhiều đánh ninh phàm thế mà còn cần xin mời giúp đỡ quả thật có chút mất mặt ném một lần mặt cũng là ném ném mười lần cũng là ném nếu đã đem thể nội tuyến trùng triệu đi ra như vậy gọi ra mặt khác trùng cũng không quan trọng a à. hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết chết ninh phàm đạt thành kế hoạch huyết trường không lại từ thể nội phun ra mấy trăm con ký sinh trùng tự hồ ký sinh trùng một loại linh trùng là hắn thiên vị những ký sinh trùng này ít nhất đều là toái niệm tu vi, tiên tôn tu vi lại có hơn 10 đầu, tiên vương tu vi thì lại nhiều hai đầu. Theo huyết trường không ra lệnh một tiếng, tất cả ký sinh trùng đều hướng ninh phàm phát động công kích, mà bản thân hắn lại lần nữa kích phát cổ khuyết kiếm tiên linh chi lực, hướng ninh phàm chém ra ức vạn tiên linh hào kiếm. Ninh phàm vỗ túi trữ vật, lại có mấy kiện bảo quan bay ra, hắn trên mặt không dậy nổi nửa phần gợn sóng thân ở mấy trăm ký sinh trùng trong vây công không sợ chút nào. Lúc trước hắn, quyết đấu không thể địch nổi tồn tại lúc, lựa chọn sách lược là sử dụng diệt thần thuẫn triển khai phòng ngự, tiên thiên bất bại, lại tìm cơ hội thắng. Bây giờ diệt thần thuẫn có hại, hắn liền sửa lại sách lược, trực tiếp ỷ vào tiên thiên pháp bảo nhiều, triển khai cùng mảnh thế công. Chớ nói huyết trường không thả ra ký sinh trùng, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngũ kiếp tiên vương, coi như hắn mời ra 4 năm con chuẩn đế ký sinh trùng, Ninh Phàm cũng có lòng tin bằng vào cùng mảnh thế công, đều chém giết ở nơi này. Nhưng gặp thần lôi kính lôi quang vừa mở, tức vạn tiên linh hào kiếm đều bị lôi quang vỡ nát, một cái không rơi, kính này đặc điểm chính là, chiếu rõ đồ vật, đều là tại công kích chỉ hàng, tự nhiên không có khả năng có bất kỳ bỏ sót. Ngũ độc phiên khói độc cùng một chỗ, một cái lại một cái hình thể to lớn ký sinh trùng, tại khói độc ở trong hóa thành nùng huyết phong hỏa bồ phiến tại bốn phía đốt giết, ngũ lôi oanh diệt tráo che đậy ai kẻ đó chết. Ngục lôi thằng một bó, tuyến trùng tu vi cao nhất ngũ kiếp tiên vương kia, đã bị trói chết, tiếp theo bị ngũ lôi oanh diệt tráo đánh thành cho cạn bã. Hắc Sơn Hùng tổ cà sa phạm vi lớn một bao, đem vô số ký sinh trùng bao nhập trong đó, lại lắc một cái mở, liền có vô số trùng xương, trùng bụi chấn động rớt xuống, nhập chi tắt chết. Huyết trường không liên tục phun ra máu tươi, không thể tin được một màn trước mắt. Ninh Phàm chỉ dùng một cái thần lôi kính liền hoàn toàn áp chế hắn cổ khuyết kiếm, lại dùng càng nhiều tiên thiên pháp bảo, tốc độ như lôi đình, liền giết sạch hắn khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm ký sinh trùng. Muốn đem những ký sinh trùng kia nuôi đến nỗi này tu vi, cần tính mệnh tương tu. Chủ chết trùng chết, trùng vong chủ thương. Mỗi có ký sinh trùng bị diệt sát, hắn liền sẽ bởi vì tâm thần liên hệ kia mà thụ thương, vẫn là ký sinh trùng tu vi càng cao, liên lụy càng lớn. Ninh Phàm chỉ dùng hơn 10 hô hấp, liền giết sạch hắn ký sinh trùng, trùng vong đại giới, là huyết trường không thể nội bởi vì phản vệ, có trọng thương, đại giới không thể bảo là không lớn. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Ninh Phàm lại chỉ hơn 10 hô hấp, liền giết sạch hắn tất cả linh trùng. Ninh Phàm lại đồng thời sử dụng 6 cái tiên thiên pháp bảo. Mạc Pháp Tiên Tôn, sao có thể có thế đa bảo như vậy? Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phải biết, huyết trường không bình sinh kiêu ngạo nhất sự tình, chính là hắn còn chưa chân chính bước vào tiên đế, liền có được một kiện tiên thiên pháp bảo. Mạnh như họa tộc, cũng không phải ai cũng có tư cách đạt được tiên thiên pháp bảo. Họa tộc thiếu đế cũng không chỉ hắn một cái, hắn kỳ thật chỉ là xếp hạng thứ 19 thiếu đế mà thôi, cũng không tiên đế lúc đầu không có tư cách để trong tộc ban thưởng tiên thiên pháp bảo. Thế là, hắn bỏ trong tộc sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, liều chết đón lấy nhiệm vụ, ẩn núp đến trong sát lục điện âm thầm phá hư. Thế là, hắn đạt được cổ khuyết kiếm ban thưởng. Tộc trưởng càng từng ngay trước vô số tộc nhân, chính miệng hứa hẹn, như hắn huyết trường không thật có thể hoàn thành nhiệm vụ, âm thầm cướp đi lục thánh thiên hoang kiếm, thì hắn ngày trở về, nhưng từ thứ 19 thiếu đế tấn thăng làm thứ tư thiếu đế, càng có thể thu hoạch được kiện thứ hai tiên thiên pháp bảo làm ban thưởng. Mặt pháp thời đại tài nguyên có hạn, nào có nhiều tài liệu như vậy rèn đúc tiên thiên pháp bảo, chính là tiên đế cũng cực ít có người nắm giữ hai kiện tiên thiên pháp bảo. Hai kiện tiên thiên pháp bảo, với hắn mà nói còn chỉ là xa không thể chạm mộng tưởng, nhưng ninh phàm có tài đức gì, lại có sáu cái tiên thiên pháp bảo. Việc này, khiến cho hắn thân là họa tộc thiếu đế kiêu ngạo nội tâm, có một tia dao động, cảm thấy không công bằng, cảm giác ưu việt càng là không còn sót lại chút gì. Đối với huyết trường không phân thần trong nháy mắt, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng buông tha. Ngươi, phân thần. Ninh Phàm thanh âm, dọc theo trong tinh không mưa đường, một đường truyền vào huyết trường không mà thôi. Nhưng Ninh Phàm thân ảnh, lại không biết khi nào, từ trong tinh không biến mất cái hoàn toàn, không nhìn thấy nửa điểm. Huyết trường không nội tâm nhảy một cái, hải nhiên vô cùng phát hiện, giờ phút này quanh mình tinh không hoàn toàn tĩnh mịch, không chỉ có tìm không được ninh phàm thân ảnh, càng không nhìn thấy chung quanh bất kỳ một bóng người sát lục điện môn đồ nào. Tinh trống rỗng, không nhìn thấy một người, không nhìn thấy một ngôi sao, ngay cả sát lục tinh chủ tinh đều không thấy được. Lẽ loi trơ trọi tinh không, chỉ còn lại có hắn một cái, mà thân thể của hắn, cũng không biết vì sao, một chút xíu hòa tan thành nùng huyết, truyền ra trận trận mùi hôi. Không tốt là huyễn thuật. Giải Khuyết trường không thể nội pháp lực trung động, hai mắt khôi phục thanh minh, quanh mình huyễn thuật phong cảnh toàn diện biến mất, hắn như cũ đứng ở tinh không chiến trường. Khác biệt duy nhất chính là, trên dưới quanh người, đang bị ngục lôi thằng một chút xíu trói thành bánh chưng. Pháp lực bắt đầu phong ấn, muốn giải dụa, căn bản vô lực tránh thoát. Sau đó, ngũ độc nhị thập tứ phiên kinh cũng khói độc thổi tới ngũ lôi oanh diệt tráo lôi hỏa từ trong tráo đánh ra. Thần lôi kính lôi quang bổ ra. Phong hỏa bộ phiến khói lửa thổi tới. Một thức thức tiên thiên pháp bảo công kích, đánh vào không có chút nào phòng ngự huyết trường không trên thân, khiến cho huyết trường không thương thế không ngừng tăng thêm. Huyết trường không đường đường chuẩn đế, coi như không tin thông luyện thể, nhục thân khẳng định cũng là không kém, đáng tiếc pháp lực một phong, rất nhiều tiên thiên pháp bảo hợp kích, hắn tự nhiên không có khả năng không chịu nổi rất nhanh liền có sắp chết trình độ thương thế, hấp hối, đã chỉ còn ra khí, không có tiếng khí. Tất cả sát lục điện môn đồ đều mất tiếng. Không người ngờ tới, Ninh Phàm cùng huyết trường không quyết đấu, thế mà lại là như vậy nghiêng về một bên tình hình. Ninh Phàm Quá mạnh, lại có sáu cái tiên thiên pháp bảo nơi tay. Không phải tiên đế, căn bản không phải là đối thủ của Ninh Phàm Chỉ có thể bị Ninh Phàm đè lên đánh, liều mạng khi dễ đi ta không phục ta không phục ngươi chỉ là ỷ vào pháp bảo nhiều như công bằng quyết đấu ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta khuyết trường không hơi thở mong manh vẫn không cam lòng cắn răng nói không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ lời nói chỉ có cười lạnh cũng là có mấy phần có khí phách đáng tiếc địch nhân chính là địch nhân lại cứng rắn khí cũng không có khả năng buông tha đạo vốn không bình trong miệng ngươi công bằng, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không có. Hồng mang lóe lên, Ninh Phàm xuất hiện ở huyết trường không trước mặt, bỏ dở tất cả tiên thiên thế công. Hai tay có chút lạnh nhạt kết ấn, một thức đoạt thiên ấn khoảng cách thành hình, hung hăng ghiềm xuống tại huyết trường không thiên linh, đem hắn sắp chết nhục thân đánh nổ thành vô số huyết vụ, cũng từ huyết vụ ở trong nhiếp ra huyết trường không hôn mê nguyên thần, cũng không nóng lòng diệt sát, mà là đem hắn phong ấn, giam cầm. Đinh Phàm dự định là đem tất cả phản nghịch nguyên thần đưa đến giết trước mộ đế huyết tế. Trận chiến này đã thắng, hắn liền thu tất cả tiên thiên pháp bảo, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía tứ phương, phát hiện chung quanh nghịch tặc khác, từ lâu bị minh hải tiên vương bọn người giết sạch sành sanh. Trong tin không lại không bất luận cái gì tranh đấu, chỉ có hỗn loạn xen lẫn đạo tắc, nói nơi đây trước đó kinh lịch phản loạn. Chỉ có ninh phàm có thể nghe tán âm, nói sát đế lặng yên mất đi. Ninh Phàm ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả sát lục điện môn đồ, hoặc lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hoặc tâm hoài kính sợ không dám nhìn thẳng Ninh Phàm đương nhiên, cũng không ít người buồn vui đang xen thần sắc phức tạp. Ninh Phàm thân là thiếu đế sự tình, đã truyền ra, truyền khắp. Bọn hắn đã mất đi sát đế đời thứ bảy, đây là buồn. Bọn hắn đạt được thiếu đế đời thứ tám, đây là vui. Một đời mất đi, một đời đến, bọn hắn thiếu đế đời thứ tám, tên tuổi rất vang, thực lực rất mạnh, đi theo người này, có thể thử là sát lục điện đỏ sức một cái tương lai. Chủ tử, tiểu bác lập công, nhìn, đây là tiểu bác bắt sống phản tạc nguyên thần, có ba cái. Là ô lão bác hiến vật quý đồng dạng hoa cúc khuôn mặt tươi cười. Nhỏ nắm bốn cái nguyên thần. Hắc hắc. Nhỏ công lao càng lớn. Là chu nhị tại cùng ô lão bác so với tranh công. Uông uông uông. Nha thiên cẩu thế mà cũng từ trong bụng phun ra hai cái hôn mê nguyên thần, khiến cho ninh phàm. Mặt khác phản tạc cơ bản đều bị trực tiếp diệt sát, bắt giữ nguyên thần, chỉ có những thứ này. Ô lão bác, chu nhị, nha thiên cẩu bởi vì thỉnh công một chuyện, tại ninh phàm trước mặt một lời không hợp, xoay đánh lên, mười phần một màn buồn cười, nhưng ninh phàm chính là cười không nổi. Hắn không để ý đến ba cái cực phẩm này, chỉ thở dài, thu hồi ba bột bắt giữ nguyên thần, yên lặng bay tới minh hải tiên vương bên người nói ta muốn đi bắt đầu huyết giới đem huyết giới mở ra đi vâng là minh hải tiên vương cùng tất cả may mắn còn sống sót sát lục điện tu sĩ cung kính vô cùng trả lời thắng thì như thế nào giữ vững sát lục điện thì như thế nào sát đế cuối cùng vẫn là chết rồi khi ninh phàm mở lại bắt đầu huyết giới tiến vào bên trong tinh cung khi ninh phàm tìm được xác đế thi cốt không đầu hắn không thể không tiếp nhận thực tế này đó là một bộ chết mà không ngã tàn thi đầu lâu bị sinh sinh cắt lấy nguyên thần là hao hết còn sót lại lực lượng chết tại thể nội nếu không có xác đế còn sót lại sinh cơ quá ít quá ít cho dù huyết trường không các loại phản nghịch ám hại đánh lén cũng tất nhiên sẽ không vẫn lạc chung quanh là một chỗ theo xác đế mà biến mất vạn cổ khôi lỗi xác đế chết thì những khôi lỗi này đồng dạng sẽ không tồn tại Sát đế vốn là ngày giờ không nhiều Anh hùng tuổi xế chiều, đạo chích ám hại, sao mà bi ai Chính là bởi vì cố kỵ sát đế còn thừa không có mấy sinh cơ Cho đến ngày nay, ninh phàm đều không dùng xong sát đế ngọc giảng Lúc trước sợ chính là hao tổn sát đế số lượng không nhiều sinh cơ Ngày sau, thì chỉ sợ không có cơ hội dùng nữa Tiền bối, ta trở về ngươi từng cho ta hai ngàn năm trưởng thành thời gian, nhưng bây giờ xem ra, tự hồ không có nhiều thời giờ như vậy, chậm rãi tiếp quản sát lục điện. Nhưng có một chút, vãn bối không nghĩ ra, ngươi từng nói qua, ngươi chết ngày, chính là địch nhân quy mô xâm lấn thời điểm, ngươi hẳn là đã chết đi rất lâu đi, nếu không có lần này vãn bối khăng khăng muốn mở lại bắt đầu huyết giới cứu chữa ngươi, lão nhân gia người vẫn lạc một chuyện, sợ vẫn là phải bị người ẩn giấu đi. Ta không rõ, ngươi vẫn lạc về sau, họa tộc tự hồ cũng không có lập tức xâm lấn, mà là tùy ý huyết trường không các loại bọn chuột nhắc tiếp tục ẩn nút sát lục điện, âm thầm làm việc. Đây là vì sao? Vãn bối biết, trong sát lục điện kỳ thật còn có một thanh tuyệt thế thần kiếm tồn tại, bắt đầu trần kiếp diệt, lục thánh thiên hoang, nói chính là thanh kiếm này đi. Huyết trường không bọn người, tự hồ đang đối với thanh kiếm này làm lấy cái gì, chỉ có bọn hắn đạt thành mục đích, họa tộc mới dám quy mô xâm lấn lại hoặc là tiền bối lúc trước nói tới hai ngàn năm chỉ đến cũng không chỉ là chính mình còn thừa số tuổi thọ càng là cùng kiếm này có liên quan một loại nào đó thời gian thôi diễn nói cùng ở đây ninh phàm thở dài một tiếng nội tâm của hắn có rất rất nhiều nghi vấn nhưng cũng tiếc đã mất sát đế thay hắn trả lời họa tộc xâm lấn lục thánh thiên hoang kiếm tồn tại trong đó cụ thể chi tiết ngay cả minh hải tiên vương bực này đại trưởng lão đều biết chi không rõ có lẽ thế hệ này sát đế dự tính ban đầu là chờ đến ninh phàm trưởng thành đến trình độ nhất định lại đều cáo tri nhưng cũng tiếc đã mất người có thể giải đáp ninh phàm nghi ngờ thiếu chủ sát lục điện không thể một ngày vô chủ đời thứ bảy đã qua đời nên do ngươi kế nhiệm đời thứ tám tổng lĩnh đại cục lúc trước bởi vì ngươi chưa trưởng thành cho nên cần ẩn vào người về sau bây giờ ngươi đã tiên đế phía dưới vô địch chính là lục kiếp tiên đế sợ cũng có thế một trận chiến kế nhiệm sát đế đời thứ tám không có bất kỳ cái gì không ổn cũng không người dám không phục sau lưng minh hải tiên vương quỳ rạp xuống đất đường đường chuẩn đế vốn không sẽ quỳ bất luận kẻ nào chỉ có lịch đại sát đế đáng giá hắn đại lễ như vậy trong lòng đã sớm đem ninh phàm trở thành hạ nhiệm sát đế mà đối đãi trước hết để cho đời thứ bảy nhập thổ vi an đi ninh phàm thở dài đem minh hải đỡ dậy minh hải cường giả bực này quỳ hắn là từ đối với hắn thiếu đế thân phận tán đồng cùng tôn trọng là từ đối với sát lục điện trung thành đồng dạng ra ngoài tôn trọng hắn sẽ không để cho minh hải tồn tại bực này tùy tiện quỳ hắn đối với sát lục điện ninh phàm lòng cảm mến kỳ thật cũng không cao hắn cùng minh hải bực này tử trung tại sát lục điện lão nhân chung quy là khác biệt hắn làm việc chỉ là vì năm đó một cái hứa hẹn chỉ thế thôi cái kia đằng sau đâu? đằng sau, đem đời thứ bảy tinh chết ngăn chặn, bí văn không nói. việc này người biết đã chúng, sợ là không gạt được a? À? minh hải khổ sở nói. chỉ cần lệnh cưỡng chế môn đồ bao ở miệng là đủ. coi như việc này cuối cùng truyền đi, cũng không sao, ta chỉ là không muốn để cho quá nhiều người biết sát đế là bị phản đồ mưu hại, một thế anh danh hủy hết. ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì? Ngươi hẳn phải biết họa tộc đối với ta sát lục điện địch ý a? À. Thuộc hạ có biết một hai, chỉ không biết mưu đồ ta sát lục điện bí tộc, nguyên lai là họa tộc. Lần này mới tính chân chính biết rõ ràng. Minh Hải mặt toát mồ hôi nói, ngay cả họa tộc cũng không có ở đời thứ bảy sau khi chết lập tức hủy diệt sát lục điện, nhất định là bởi vì có chỗ cố kỵ. Họa tộc cũng không dám làm sự tình, mặt khác tiên đế, ai lại dám làm đâu? ta đoán thế lực tại đông thiên này tại tứ thiên này muốn mưu đồ lục thánh thiên hoang kiếm tuyệt không chỉ họa tộc một cái lúc này sát lục điện còn tại tương lai thời gian rất lâu sát lục điện liền vẫn sẽ tồn tại thẳng đến bọn hắn nhận định thời cơ đã đến mới có thể ra tay đi lục thánh thiên hoang kiếm thiếu chủ chỉ là ở trong huyết lao thanh viễn cổ phong ấn chi kiếm kia à kiếm này càng như thế lợi hại có thế khiến bí tộc kiên kỵ. Thuộc hạ lúc trước cũng không biết việc này. Minh Hải giật mình không nhỏ. Ta cũng chỉ là suy đoán thôi, tất cả tất cả, cũng chỉ là suy đoán. Thiếu chủ không có ý định lập tức kế nhiệm sát đế đời thứ 8 sao. Cần biết lịch đại sát đế kế nhiệm, đều sẽ có chỗ tốt cực lớn. Ồ! Ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói, kế nhiệm sát đế còn có chỗ tốt, đại trưởng lão có thể cho ta cụ thể nói một chút. Ninh Phạm dự tính ban đầu là giấu giếm sát đế tinh chết, giả bộ giả vờ giả việc rời khỏi sát lục điện. Bởi vì một loại nào đó kiên kỵ, mạnh như họa tộc cũng không dám tại trong thời gian ngắn đối với sát lục điện động thủ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, những người kia sẽ động thủ. Vì tại ngày đó tiến đến trước đó, có đầy đủ thủ hộ sát lục điện thực lực, Đinh Phàm không có khả năng lưu thủ sát lục điện, hắn nhất định phải rời đi, hắn nhất định phải tìm kiếm cơ duyên, không ngừng tăng lên tu vi, thu hoạch được cùng bí tộc chống lại cường đại tu vi. Vì năm đó hứa hẹn, Ninh Phàm nguyện ý gánh chịu thủ hộ sát lục điện trách nhiệm, đối với sát đế hư danh, thì thấy rất nhạt, đối với sát đế quyền lực, cũng thấy rất nhạt. Như hắn còn rất nhỏ yếu, có lẽ sẽ giết nhau đế vị trí có chỗ coi trọng, dù sao thân là sát đế, có thể điều động sát lục điện toàn bộ lực lượng bảo vệ chính mình. Nhưng hôm nay hắn, thật cần sát lục điện thuộc hạ thủ hộ chính mình sao? không cần, đã không cần. Lại ở trong mắt Ninh Phàm, sát đế đời thứ 8 tên tuổi, cùng đời thứ 8 sát lục điện thiếu đế tên tuổi, không hề có sự khác biệt, đều không dọa được cao thủ chân chính. Khác biệt không lớn, kế nhiệm có ý nghĩa gì? Dù sao kế nhiệm không kế nhiệm, hắn đều sẽ thủ hộ sát lục điện, thực hiện lời hứa. Nhưng nếu nói kế nhiệm sát đế còn có những chỗ tốt khác, thì Ninh Phàm liền muốn suy nghĩ thật kỹ phải chăng kế nhiệm sát đế cụ thể còn phải xem kế nhiệm sát đế chỗ tốt, có thể hay không đã động hắn, bằng không hắn hay là lười nhát vẽ vời cho thêm chuyện ra. Minh Hải lấy ra một cái cổ lão Ngọc Giảng, cung cung kính kính giao cho Ninh Phàm. Này Ngọc Giảng do lịch đại đại trưởng lão đời đời truyền lại, truyền đến Minh Hải trong tay, đã qua đi 47 đời, đại trưởng lão số tuổi thọ, kém xa sát đế, tự nhiên muốn thêm ra thực rất nhiều. Ninh Phàm thần niệm thăm dò vào Ngọc Giảng, mới đầu coi như bình tĩnh, nhưng tiếp theo, có vẻ ngoài ý muốn. Kế nhiệm sát đế đối với thực lực tinh tiến thế mà có lợi thật lớn, nếu như thế. Ta chính là trực tiếp kế nhiệm sát đế đời thứ 8, thì thế nào? Ninh Phạm ánh mắt do hồi tưởng, dần dần trở nên quả quyết. Hướng người không thể dán, người đến còn có thế đuổi. Một vị cảm thán đời thứ bảy bi kịch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, là thời điểm đến phiên hắn thực hiện lời hứa, hồi báo đời thứ bảy nếu như thế, thuộc hạ cái này liền hạ lệnh, an bài thiếu chủ phong đế đại điển, từ đây mặt trời mọc, ta sát lục điện, bắt đầu huyết giới ngàn ngàn vạn vạn chi tu, tất đối với thiếu chủ trung tâm không hai, lấy thủ hộ huyết giới là đảm nhiệm, lấy thủ hộ sát lục điện là trách, thuộc hạ càng nguyện lập đạo thề, để bày tỏ trung thành. Chỉ cần thiếu chủ đời này không phản sát lục điện, thuộc hạ Minh Hải, nguyện vì thiếu chủ đời đời sông pha khói lửa vì ta ninh phàm đời đời xông pha khói lửa. Ha ha, không cần như thế, ngươi chỉ cần một lòng thủ hộ sát lục điện, không thay đổi sơ tâm, như vậy liền đầy đủ. Ninh phàm cười nói. Minh Hải thật sâu cúi đầu, gục đầu xuống, trong mắt có hồi ức. Hắn nhớ tới năm đó tháng đó, cùng hôm nay gần như nói hồ đạo thề. Một năm kia hắn còn tuổi nhỏ, chỉ là phàm nhân thiếu niên, một lòng tìm tiên, trên khỏa tu chân tinh nào đó, hắn cùng sát đế đời thứ bảy gặp gỡ bất ngờ kinh động như gặp thiên nhân đạo trưởng xin ngươi thu ta làm đồ đệ ta cũng muốn tu đạo khi một cái sống lâu trăm tuổi tiên nhân lão phu không phải đạo trưởng lão phu cầu cũng không phải nói lại lão phu không thu đồ đệ là sát đế đời thứ bảy có chút im lặng trả lời đạo trưởng ngươi thật sự là bất cận nhân tình tốt như vậy chỉ cần ngươi thu ta làm đồ đệ mang ta tìm tiên tiểu đồ hải minh nguyện vì đạo trưởng mười đời sông pha khói lửa dạng này được đi sông pha khói lửa ha ha thú vị bất quá lão phu cũng không cần ngươi đối với ta bản nhân sông pha khói lửa đương nhiên nếu ngươi thật có thể thực hiện lời hứa lão phu đưa ngươi một đoạn tiên duyên cũng là có thể chỉ là lão phu hay là sẽ không thu ngươi làm đồ đệ sát lục điện đối ngoại thu đồ đệ thế nhưng là rất khắc nghiệt, ngươi, nhất định phải tự mình đến sát lục tinh, từ thí luyện ở trong trổ hết tài năng, mới có tư cách trở thành sát lục điện đệ tử. Vui mừng trong tiếng cười, sát đế đời thứ bảy lái cầu vòng rời đi, chỉ để lại thiếu niên minh hải một người, si ngốc nhìn xem trời cao, không ngừng hâm mộ. Một năm kia hắn, còn không hiểu cái gì là sát lục điện. Một năm kia hắn, cũng không biết tiên nhân thế giới, đến cỡ nào rộng lớn hắn si ngốc nhìn lên bầu trời, thẳng đến sát đế đời thứ bảy rời đi cực kỳ lâu, mới lấy lại tinh thần, vừa mới hoàn hồn, liền phát hiện trước người trên mặt đất, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một quyển sách. Một bản rất phổ thông rất công pháp phổ thông, ghi chép phàm nhân tích mạch thành tu đủ loại biện pháp, một bình rất phổ thông rất phổ thông đang dược, có thể trợ tu sĩ mở tu mạch. Vui mừng quá đổi thiếu niên Minh Hải, kích động không thôi tìm một cái chốn không người, bắt đầu phục đang tu luyện. Sau đó, hắn bước vào tu chân giới, một đường chém giết, từng bước một tu đến phá toái hư không, bay khỏi tu chân tinh này, lại từng bước một tu đến bước thứ hai mệnh tiên, quét ngang cùng thế hệ, bên ngoài đến tu sĩ thân phận gia nhập sát lục điện, từng bước một trở thành sát lục điện trưởng lão, từng bước một trở thành đại trưởng lão, từng bước một, thu được bạch phát tiên vương vang dội thanh danh. Tiểu đồ Hải Minh, nguyện vì đạo trưởng đời đời sông pha khói lửa. Thuộc Hạ Minh Hải nguyện vì thiếu chủ đời đời sông pha khói lửa chưa bao giờ thay đổi qua ở ninh phàm trước các đời sát đế đều có phong hào y bắt đẩu mà định sát đế phong hào hai đời ba đời bốn đời năm đời sáu đời bảy đời bảy đời chết vào phó điện chờ người ám hại ninh phàm tìm huyết trường không chờ người ký ức nhìn thấy bảy đời ngã xuống từng hình ảnh Trải rác ký ức trong hình mơ hồ chiếu ra bắt đẩu huyết giới Phá quân tinh không? Trong hình, bảy đời sát đế tử khí một ngày nặng với một ngày, từ lâu đóng chặt bắt đầu huyết giới, độc thủ huyết giới. Trong hình, bắt đổ huyết giới đã không lại cho phép người bên ngoài tiến vào, chỉ có được bảy đời đặc biệt cho phép phó điện chủ huyết trường không, có thể dẫn người ở đặc biệt thời gian tiến vào, đem một điện cường giả sưu tập mà đến thiên tài địa bảo, tiến vào phụng cho bảy đời ăn. Trong hình, bảy đời sát đế miễn cười dặn huyết trường không cái gì? huyết trường không từng cái đáp lại, thần thái cung kính cực kỳ. Trong hình, huyết trường không dâng lên cho ăn độc đan dược, cung bảy đời ăn, đó là họa tộc bí dược, mạnh như bảy đời nếu không nhiều lần kiểm tra, cũng là tuyệt đối không nhìn ra mầm họa. Bảy đời chờ huyết trường không như tử, càng là không nghi ngờ có hắn, thấy đan dược xác thực đối với thân thể có nhiều chỗ tốt, thường phục rơi xuống họa tộc độc đan, sau đó độc, một thân tu vị bách không dư một. Hắn vốn là sắp sửa xuống mồ thân thể, tu vị lại bị phong ấn, tự nhiên khó địch nổi huyết trường không chờ người mưu hại, nhưng vẫn cứ tử chiến đến thời khắc cuối cùng. Trước khi chết, bảy đời vẫn cứ tin tưởng, Ninh Phàm sẽ thực hiện lời hứa, đến đây tiếp nhận ý chí của hắn. Ta tin hắn, hắn nhất định sẽ đến. Đơn giản một câu, nhưng ở Ninh Phàm trong lòng nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, thật lâu không cách nào sang bằng cho tới sát đế còn nói có bảo bối chuyên môn lưu lại, Ninh Phàm tìm tìm, vẫn chưa ở phá quân tinh cung tìm tới sát đế nói tới bảo bối, chỉ được coi như thôi. Không tìm được liền không tìm được đi, bảo bối, hắn kỳ thực cũng không thiếu. Bảy đời phần, bị Ninh Phàm xây ở phá quân tinh cung, cấp phùng về thân thể, đặt vào quan tài, cùng để vào quan tài, vẫn là Ninh Phàm chung quy không có tác dụng ánh sáng sát đế thẻ ngọc, đến đây phủ đầy bụi cũng không có phong quan lớn tán, chỉ có cực nhỏ sát lục điện trưởng lão, dự học bảy đời đơn giản lễ tang. Bắt đầu huyết giới thiên thiên vạn vạn đời sau dân, cũng không biết bảy đời từ trần, bọn họ có lục thánh thiên hoang kiếm kiếm ý thủ hộ, lần này phản loạn, không có một chút nào lan đến gần bọn họ. Trước mộ phần, Ninh Phàm tự tay huyết tế từng cái từng cái kẻ phản bội, lấy này cáo ý bảy đời sát đế anh hồn. Sau đó hắn phân phát chúng sát lục điện trưởng lão, một thân một mình đứng rách nát phá quân tinh cung phóng tầm mắt tới tinh cung phía dưới thổ địa thành quách phóng tầm mắt tới người đông đảo bắt đổ đời sau dân ninh phàm nhớ tới năm đó bắt đầu hỏi năm tháng đối với bắt đầu huyết giới hắn cũng có nhất định cảm tình nhưng này cảm tình hiển nhiên không bằng các đời sát đế sâu hắn chung quy không tính chân chính xác lục điện bên trong người hắn chung quy không có bảy đời sát đế đối với nơi đây cố thổ quyến luyến nhưng hắn đã đáp ứng sự tình thì nhất định sẽ làm được. Bảy đời vừa chết, thì lại từ giờ trở đi, bắt đầu huyết giới, do hắn ninh phàm thủ hộ. Ninh đại thiếu đế, ngươi. Nén bi thương. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến Dư Thanh Vân tiếng an ủi, nàng cầm thật chặt ninh phàm tay, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, rất lo lắng ninh phàm sẽ bởi vì sát đế từ trần mà khổ sở. Ninh phàm kinh ngạc, lắc đầu cười khẽ. Nén bi thương. Không cần đối với tu sĩ mà nói, sinh tử là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Xưa nay nhân kiệt, lại có mấy cái có thể thật sự trường sinh bất tử. Phạm nhân có số tuổi thọ chi hạn, tiên nhân có to nhỏ thiên kiếp chi hạn, đông đảo tiên tu, càng có đến không hết nguy cơ sống còn cần đối mặt. Như sợ tử vong, này nói liền cũng không cần lại sửa chữa. Để ninh phàm để ý, cũng không phải sát đế ngã xuống một chuyện, coi như hắn vì là sát đế kéo dài mạng sống, cũng chỉ là làm sát đế sống thêm ít ngày, chung quy hay là muốn tiêu vong. Hắn để lại hám, chỉ là sát đế bị chết quá mức thống khổ, một cái gần đất xa trời lão nhân, lại bị coi như hôn tử người phản bội, lúc sắp chết, nên cỡ nào thê lương. Ngươi không có cùng các trưởng lão khác cùng rời đi. Hừng, ta có chút bận tâm. Lo lắng ta. Yên tâm đi, ta cũng không có cỡ nào khổ sở, ta cùng bảy đời giao tình kỳ thực cũng không bao sâu, gắn bó ở ta cùng hắn trong lúc đó đồ vật, chỉ là ân, chỉ là hứa hẹn. Vì lẽ đó ta mới có chút cảm thán Kẻ phản bội, đúng là thứ rất đáng sợ. Ninh Phàm cười nói, vuốt ve diêu thanh vân thanh tơ, trong đầu nghĩ tới, nhưng là đã từng âm mặt phản bội tử đấu tiên vực sự tình, mới gián tiếp dẫn đến tử đấu tiên vực diệt. Diêu Thanh Vân mặt ửng hồng lên, khoảng chừng xem qua không ai sau, mới tùy ý Ninh Phàm tiếp tục xoa xoa, nàng ngẩng đầu lên, rồi lại đối đầu ninh phàm đen như hồ sâu ánh mắt, không biết làm sao, liền nghĩ tới năm đó lục dục tiên vương trong động phủ, hai người điên cuồng từng hình ảnh, khi đó, ninh phàm mâu cũng là như thế sâu thẳm. Liền, nàng đáng thẹn mặt càng đỏ. Quỷ thần xui khiến, đối với ninh phàm thấp giọng nói, tiểu tử, ta sẽ không phản bội ngươi. Hừng, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không phản bội ta, thân thể của ngươi luôn luôn rất thành thực. Cái kia Ninh đại thiếu đế có muốn tới hay không, ta động phủ ngồi một chút, thử xem ta thành thực thân thể đây." Diêu Thanh Vân tức giận trắng Ninh Phàm một chút, nàng đang nói chính kinh lời nói, Ninh Phàm nhưng ở ngắt lời. Nói đến, nàng vẫn là rất trách cứ Ninh Phàm đem quan hệ của bọn họ truyền tin đây, việc này đã truyền ra, nàng ngày sau ở các trưởng lão khác trước mặt muốn làm sao ngẩng đầu làm người. Hiện nay, toàn bộ sắc lục điện đều truyền khắp, thân là trưởng lão nàng thân là xá không cường giả nàng đã từng trâu già gặm cỏ non bá vương ngạnh thượng cung cứng mắt mưu giờ tu vị vẫn còn thấp ninh phàm quả thực không e thẹn không tao xem này đáng thẹn lời đồn đãi truyền thành hình dáng gì bất quá điều này cũng chẳng trách năm đó nàng tu vị xa xa cao hơn ninh phàm người ngoài đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng mới là bị cứng trên cái kia ai có thể nghĩ đến lúc đó nàng muốn độc làm ý loạn tình mê ăn nói linh tinh tùy ý ninh phàm nhào nặng kết quả là bị ninh phàm cứng lên nàng mới là người bị hại có được hay không giờ khắc này yêu ninh phàm đi động phủ nói có thể đều là nói mát nàng đã quyết định chủ ý trong thời gian ngắn tuyệt không cùng ninh phàm có bất kỳ đùng 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 hành vi trường kỳ lại nói ngược lại ngắn hạn bên trong nàng không muốn bị người vô căn cứ truyền ra càng nhiều lời đồn đãi cũng tốt ta gần nhất mọi việc không thuận đang có chút phiền muộn, cần cố gắng phóng thích một thoáng, sau đó ta liền đi ngươi động phủ tìm ngươi. Ninh Phàm sâu sắc nhìn Diêu Thanh Vân một chút, cười nói. Ngươi thật sự muốn tới. Khạch khạch khạch, này không được, thật sự không tốt. Chúng ta phải chú ý ảnh hưởng. Diêu Thanh Vân nghiêm túc nói. Hừng, đặc thù thời kỳ, xác thực hẳn là chú ý ảnh hưởng. Ninh Phàm gật gù, phản phất tán đồng rồi Diêu Thanh Vân quan điểm. Điều này làm cho diêu Thanh Vân hơi thở vào nhẹ nhõm, lại mơ hồ có chút mất mát. Ngẫm lại cũng là, bảy đời ngã xuống, tám đời kế vị, còn có rất nhiều chuyện cần ninh phàm xử lý, hắn đương nhiên không có thời gian cùng mình pha trộn, hắn chỉ nói là cười, cũng sẽ không thật đến. Không đến vậy tốt. Ninh phàm ở Đông Thiên Quật khởi mạnh mẽ, đã không phải lúc trước nhỏ yếu nho nhỏ mệnh tiên, gặp lại Ninh phàm Diêu Thanh Vân nội tâm kỳ thực cũng có một chút phức tạp, một ít thấp thỏm một ít lo được lo mất một ít tự ti nói chung nàng kỳ thực còn không biết cuộc sống tương lai phải như thế nào đối mặt ninh phàm có còn nên cùng ninh phàm duy trì quan hệ nàng lại nên xưng hô như thế nào ninh phàm đây nàng kỳ thực càng cục cưng hô ninh phàm vì là tiểu tử có thể ninh phàm bất luận điện bên trong chức vụ vẫn là tu vị đều đã không thể lại như thế tùy ý xưng hô đã từng nàng là xá không là trưởng lão ninh phàm là mệnh tiên là đệ tử bây giờ nàng vẫn là xá không vẫn là trưởng lão ninh phàm nhưng là vạn cổ lão quái là thiếu đế là tương lai tám đời sát đế càng có thậm chí nàng cần ngước nhìn toái niệm lão quái vạn cổ tiên tôn tiên vương ở ninh phàm trong mắt quả thực chính là bụi bặm hay là nàng cùng ninh phàm đã là người của hai thế giới vẫn là duy trì khoảng cách nhất định tốt liền Diêu Thanh Vân mang theo vài phần tiểu thất vọng rời đi. Nàng thề, nàng đời này đều không có như thế nghi nữ tình trường quá. Đáng tiếc, đêm đó, trong lòng nàng tiểu thất vọng, liền toàn bộ biến thành giận dữ và xấu hổ. Đây là nàng động phủ đúng không? Đây là nàng quý phi giường đúng không? Ai có thể nói cho nàng, nàng bất quá là ở quý phi trên giường nhỏ một nửa ỷ tiểu ngủ, Ninh Phàm làm sao liền ép ở trên người nàng bóc lột y phục của nàng rồi? thiếu thiếu đế đại nhân ngươi ngươi làm gì dừng tay ảnh hưởng không được nơi này không được không muốn mò yên tâm ngươi tỳ nữ động phủ thủ vệ đều trúng rồi ta ảo thuật tối nay việc không ai sẽ biết càng sẽ không truyền ra bất kỳ lời đồn đãi ninh phàm một bộ ta sắp xếp đến mức rất chu đáo ngươi chỉ để ý yên tâm giọng điệu bắt đầu đối với diêu thanh vân thâm nhập Diêu Thanh Vân thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng gặp vô liêm sĩ, chưa từng thấy ninh phàm vô sĩ như vậy. Nói cẩn thận chú ý ảnh hưởng đây. Nói cẩn thận tạm thời cùng nàng giữ một khoảng cách đây. Ảch! À, ninh phàm thật giống không nói muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Trong đầu còn muốn suy nghĩ lung tung chút gì, nhưng rất nhanh bị như nước thủy triều xung kích làm cho trống rỗng, muốn e thẹn mắng vài tiếng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng đều thành tinh tế linh tinh yêu kiều chó má thiếu đế. Tên tiểu tử này, vẫn cùng năm đó như thế vô liêm sỉ, như thế. Quy mảnh. À. Quá. Quá sâu. Rất tốt. Thật sự rất tốt. Là ngươi muốn treo chọc bổn cung, nếu tiến vào bổn cung thân thể, cũng không nên hối hận. Diêu Thanh Vân một cái vương mình, cải đem ninh phàm ngăn chặn, gẹo gẹo tấn tơ, cười lạnh nói, tiểu tử, bổn cung ngày hôm nay không đem ngươi ép khô diêu chữ ngược lại viết ninh phàm thỏa mãn nở nụ cười này mới là hắn nhận thức diêu thanh vân trước cái kia quá xa lạ quá câu nệ rồi một đêm điên cuồng thứ hai đêm vẫn là điên cuồng thứ ba đêm diêu thanh vân thể lực không chống đỡ nổi bại trận ninh phàm thì lại tinh thần sảng khoái đi ra động phủ gọi tới diêu thanh vân hầu gái hầu hạ diêu thanh vân mỉm cười rời đi một hồi điên cuồng, đem ninh phàm trong lòng tâm tình tiêu cực tiết đi ra, tâm tình coi là thật tốt hơn rất nhiều. Lại nhìn ám tộc, họa tộc, sát lục điện, loạn cổ đại đế. Ninh phàm đã có thể bình tĩnh đối xử, không lo không sợ. Nhân sinh rất dài, không cần lo ngại, khoái ý mà đi là được. Ánh đao bóng kiếm, biển máu núi thay, đều chỉ là chuyện thường như cơm bữa, đều có thể một nồi phanh chi. Ô lão bác chờ phó ở Diêu Thanh Vân động phủ ở ngoài một khối trên đất trống chờ đợi, thấy Ninh Phàm rốt cục xong việc, mỗi cái kinh động như gặp thiên nhân. Trong rã ba ngày, chủ nhân đều đang làm việc, thật đúng là kéo dài. Cái gì gọi là thiết huyết chân hán tử? Đây chính là rồi. Chủ nhân tốt bản lĩnh. Liên tục ba ngày hùng phong không ngã, Diêu chủ mẫu nói vậy là rất hài lòng. Bội phục. Xưa nay hoa cao thủ, tiểu bác chỉ phục chủ nhân một cái. Tình cảnh này, tiểu bác muốn vịnh thơ một, cái kia, cái kia. Có cú thơ cổ nói thế nào tới, vạn khóng hoa bên trong một điểm lục, chủ nhân đầu xanh mượt, ạch, không đúng, không phải câu này. Ô lão bác quýnh lên, nói nhầm. Ngu xuẩn rùa đen u, được kêu là vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Không văn hóa thật là đáng sợ. Chu hai không thèm để ý ô lão bác, cũng quay lưng ô lão bác thả một cái thí lấy đó nhục nhã ô lão bác nhất thời nổ cùng chu hai xoay đánh một đoàn một bên nha thiên cẩu gào gừ một tiếng gia nhập vòng chiến khi thì giúp đỡ ô lão bác cắn chu hai một cái khi thì giúp đỡ chu hai gặm ô lão bác một thoáng ninh phàm lắc đầu một cái không nhìn này ba cái ngu ngốc một mình đi tìm minh hải tiên vương cũng không biết cùng minh hải nói chuyện cái gì sau khi liền có người dẫn hắn đi tới sát lục điện huyết lao huyết lao tầng dưới chót, có một cái viễn cổ phong ấn chi kiếm, giống như gọi là. Ninh Phàm Bình lùi mọi người, một mình tiến vào huyết lao. Năm đó hắn, tu vị vẫn còn yếu, cần đeo tiên thiên quỷ diện mới có thể đi vào huyết lao nơi sâu xa, bây giờ thì lại không cần làm điều thừa, chỉ bằng bản thân thực lực, liền một đường đến đến huyết lao tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy bao phủ ở mảnh liệt huyết quang bên trong, cái kia huyết quang, là cường đại đến không thế nào tưởng tượng được sát khí, làm cho người ta cảm thấy chấn động. Ninh Phàm tự hỏi cùng nhau đi tới, cũng coi như từng đánh chết tiên đế, đối mặt nơi đây sát khí, vẫn là có gan sởn cả tóc gáy cảm giác. Chẳng trách huyết lao tầng thứ bảy có người nói là tiên đế cũng khó có thể tiến vào, quả nhiên không phải giả tạo ngôn. Chí ít giờ khắc này Ninh Phàm không có diệt thần thuẫn hộ thể, liền không dám thiện nhập trong đó. Mơ hồ bên trong, hắn có thể cảm nhận được tầng thứ bảy vô biên huyết quang bên trong, có một đạo cực kỳ ác liệt kiếm ý tồn tại. Ở hắn bước vào nơi đây một khắc, kiếm kia ý liền khóa chặt ở trên người hắn, phản phất một khi hắn có bất kỳ dị động, thì sẽ đem hắn chém giết với này. Đáng tiếc, Ninh Phàm vẫn cứ không nhìn thấy huyết quang bên trong phong ấn chi kiếm cái bóng. Năm đó hắn cũng không có thấy tận mắt đến, chỉ là từ năm cái kiếm linh em gái nhỏ trong miệng nghe nói. Vô biên huyết quang bên trong, lại có một thanh âm ở cùng Ninh Phàm đối thoại. Đây là Ninh Phàm sử dụng vạn vật câu thông năng lực sau, mới nghe được âm thanh từ trước hắn, không nghe được những người khác, tương tự không nghe được. Hừng, ta lại tới nữa rồi, sát lục điện tám đời thiếu đế Ninh Phàm, sinh ra mắt tiền bối. Ninh Phàm hướng về vô biên huyết quan liền ôm quyền, đối với cái kia phong ấn chi kiếm, lựa chọn lấy tiền bối tương xứng. Thanh âm kia có kinh ngạc không đợi ninh phàm ngôn ngữ thanh âm kia lại nói vâng ninh phàm đáp các đời thiếu đế kế vị đều cần trước tiên thu được viễn cổ phong ấn chi kiếm thừa nhận cũng nhân như vậy ninh phàm mới sẽ tới chỗ này đương nhiên cái khác thiếu đế là không cách nào cùng viễn cổ phong ấn chi kiếm trực tiếp câu thông cần đốt hương cầu chúc khẩn cầu kiếm này tán thành ninh phàm không cần như vậy hắn có thể trực tiếp đối thoại thanh âm kia lại hỏi chuẩn bị kỹ càng. Ninh Phàm nói xong, khoanh chân ở mặt đất, hai mắt lóe lên ống ánh thanh mang, đen không gió mà bay. Thùng thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. thùng, thùng. Huyết lao tầng thứ bảy, bỗng nhiên có quỷ dị tiếng tim đập truyền ra. Cái kia tiếng tim đập vang vọng thiên địa, cùng loạn cổ đại đế ngày đó dẫn nhịp tim cực kỳ tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng. Huyết lao tầng thứ bảy quỷ dị tim đập, không phải một cái, mà là mấy chục ở viễn cổ phong ấn chi kiếm khống chế dưới cái kia mấy chục tiếng tim đập không có truyền ra huyết lao chỉ ở huyết lao tầng thứ bảy vang vọng chỉ có ninh phàm có thể nghe được cái kia mấy chục tiếng tim đập chỉ có ninh phàm có thể nhận ra được cái kia tim đập đáng sợ này mấy chục tiếng tim đập không có chỗ nào mà không phải là thất khiếu cổ thần mới có thế nắm giữ cấp thánh nhân tiếng tim đập mênh mông cổ thần uy thế ở chỗ này quay về làm cho Ninh Phàm nội tâm kinh hoàng khó dừng, cái đó tim đập tần suất, hầu như chỉ trong nháy mắt, liền bị đối phương mấy chục tim đập đồng hóa. Viễn cổ phong ấn kiếm, không có sẽ cùng Ninh Phàm nói chuyện, chính là nói rồi, Ninh Phàm cũng không có tâm tư đi nghe. Giờ khắc này bên tai của hắn vần quanh, toàn bộ đều là cấp thánh nhân tiếng tim đập, mỗi có một cái tiếng tim đập lọc vào tai, trước mắt tất có từng hình ảnh đầm đìa máu tươi hình ảnh xuất hiện. Những hình ảnh kia bên trong, có một cái lại một cái thánh nhân, ở chiến trường chém giết, cho đến chết trận. Ninh Phàm nỗ lực duy trì nội tâm bình tĩnh. Giờ khắc này lọc vào tai thánh nhân tiếng tim đập, khó phân lẫn lộn, nhưng tùy tiện một cái tiếng tim đập, cho hắn mà nói đều có chỗ tốt cực lớn. Thiếu đế kế nhiệm sát đế, một người trong đó chỗ tốt, chính là có thể được viễn cổ phong ấn kiếm khen thưởng, lựa chọn một cái thánh nhân tim đập lắng nghe, có thể từ bên trong thu được lớn lao cảm ngộ, nếu không có kế nghiệm sát đế có rất nhiều chỗ tốt ninh phàm đương nhiên sẽ không đi những này hình thức càng sẽ không ham muốn tám đời sát đế hư danh thùng thùng một tiếng thánh nhân tim đập lọc vào tai ninh phàm trong đầu xuất hiện như vậy một bức tranh là một cái thánh nhân dẫm cực quan phi thiên độn địa hình ảnh tình cảnh đó tự hồ là cực kỳ cao thâm bước thứ ba độn thuật thùng thùng không đợi ninh phàm thấy rõ này độn thuật mặt khác một tiếng tim đập xâm nhập trong tai làm cho ninh phàm trong đầu xuất hiện mặt khác một bức tranh trong hình một cái thánh nhân bắn ra một hạt bụi nhỏ liền đè chết một cái viễn cổ đại tu tình cảnh đó có không nói ra được kinh diễm thùng thùng hình ảnh lại biến là một cái thánh nhân thở ra một cái thanh khí hóa ra ba bộ bất tử bất diệt phân thân một màn thùng thùng hình ảnh không ngừng thay đổi mỗi một màn hình ảnh đều có không nói ra được huyền diệu nhưng mỗi một màn đều rất khó coi toàn bộ vừa mới cứng nhìn thấy một điểm thì sẽ bị cái khắc hình ảnh cắt ngang ninh phàm có chút rõ ràng vì sao mỗi một cái thiếu đế chỉ có thể lựa chọn một cái tim đập đi nghe nếu là nhiều tuyển thì lại khắc hình ảnh sẽ đến về cắt khiến người không cách nào xem toàn bộ không cách nào hoàn mỹ thể ngộ minh hải cho ta thẻ ngọc có lời như chọn lựa một người trong đó tim đập có thể đem đánh dấu cũng thi pháp thỉnh cầu lục thánh thiên hoang kiếm xóa đi cái khác tiếng tim đập, như vậy mới có thể chuyên tâm đi nghe duy nhất lựa chọn nhịp tim. Mỗi một cái tiếng tim đập bên trong đều bao hàm vô thượng cảm ngộ, tùy tiện một cái cũng có thể làm cho thực lực ta tinh tiến, nhưng ta có một chuyện không rõ. Ta nghe được thánh nhân tiếng tim đập, rõ ràng là 47 cái, vì sao Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nói cho ta là 43 cái? Thêm ra 4 cái tiếng tim đập, là ta nghe lầm vẫn là có khác nguyên do. Thêm ra bốn cái nhịp tim là cái gì, Ninh Phàm không có đi hỏi, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, mình coi như hỏi, lục thánh thiên hoang kiếm sẽ không đáp lại. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là cố gắng để cho mình nổi lên gợn sóng nội tâm, khôi phục lại bình tĩnh. Trước đó nội tâm của hắn, có trình độ nhất định không bình tĩnh, nguyên do không an tĩnh kia, một phần là bởi vì đột nhiên nghe thánh nhân nhịp tim rung động, một bộ phận, cũng là biết được Lục Thánh Thiên Hoang kiếm mặt khác một thân phận thân phận, có chút ngoài ý muốn. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm mặt khác một thân phận, lại là Sơ Đại Sát Đế. Sơ Đại Sát Đế không phải người, là kiếm. Việc này, Ninh Phàm trước đó đồng dạng muốn hỏi thăm, cũng không có mở miệng, hắn biết sự tình chủ thứ, giờ phút này nhiệm vụ thiết yếu là cố gắng để nội tâm chạy không, để thể xác tinh thần quy về một thể để tránh lãng phí mỗi vị thiếu đế duy nhất một lần linh thánh cơ duyên lịch đại thiếu đế kế nhiệm sát đế chỗ tốt có ba cái lắng nghe thánh nhân nhịp tim là cái thứ nhất chỗ tốt bởi vì một loại hạn chế nào đó một người cả đời chỉ có thể kinh lịch một lần lịch đại sát đế thành đế trước đều sẽ tới này lắng nghe thánh nhân nhịp tim cũng từ đó thu hoạch được lĩnh ngộ ta lại nên lựa chọn cái nào thánh nhân nhịp tim đi nghe ninh phàm quên đi bên người tất cả dứt bỏ tất cả tạp niệm. Dần dần, khí tức của hắn lúc bắt đầu có khi không, dần dần, khí tức của hắn triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Người rõ ràng còn khoanh chân ngồi dưới đất, cả người lại tựa như thành thiên địa một bộ phận, lại hoặc là, là thiên địa thành ninh phàm thân thể một bộ phận. Thiên nhân hợp nhất, cảnh giới thứ hai. Đây là đáng sợ đến bực nào lực chuyên chú. Kẻ này, dường như hồ chú ý tới nhịp tim đếm được vấn đề, đây chính là lịch đại sát đế đều làm không được sự tình. Không hổ là thiên nhân đệ nhị cảnh tu sĩ. Không hổ là thân có hai đại thiên phẩm đạo tượng nhân kiệt. Lục thánh thiên hoang kiếm lần nữa lên tiếng, lần này là sợ hãi thán phục, đáng tiếc, thời khắc này ninh phàm đã hoàn toàn nghe không được tiếng tháng phục này. Trong lòng không một vật, lục thức không nhiễm bụi. Giờ phút này chính là có người cầm đao bổ về phía ninh phàm, ninh phàm cũng sẽ bất vi sở động thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Bên tai quanh quẩn tiếng tim đập, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Một vài bức thánh nhân xuất hiện ở ninh phàm não hải chảy qua, bao hàm diệu lý, từng cái hiện ra. Tại trước mặt những thánh nhân nhịp tim khó phân lẫn lộn này, ninh phàm có nhỏ bé cảm giác. Hắn cảm nhận được chính mình mười mấy vạn tuế cốt linh, nhìn như dài dằn dặc, kỳ thực ngắn ngủi, hắn cảm thấy mình cùng nhau đi tới gian nan đắng chát, bất quá là bình gió hồ lên chỗ thổi nhíu mặt nước, giờ phút này an bình nội tâm, lại là nước hồ tĩnh tại đáy hồ mênh mông kia. Trong đầu không khô chuyển hình ảnh, tuy nói hay là hoán đổi vội vàng, những loại này vừa đi vừa về hoán đổi, bởi vì Ninh Phàm nội tâm trầm tĩnh, mà tốc độ chậm dần. Hoán đổi ở giữa, có thể nhìn thấy hình ảnh chiều dài, cũng dần dần kéo dài tới. Hỏi dư ý gì dừng Bích Sơn, cười không đáp tâm từ nhàn hoa đào nước chảy mờ mịt không có dấu vết đi có khoảng trời riêng không phải người ở giữa trong tấm hình một cái áo tơ thánh nhân ở trong chốn đào nguyên ngay tại cho trong đào hoa nguyên mười vạn môn đồ cách nói đưa tay ở giữa hắn vê động một mảnh hoa đào cánh nhất niệm chân quyết tại chỉ là trong một mảnh cánh hoa đào mở ra thiên địa trời đất trong cánh hoa có điềm báo ức sinh linh nhiều như thế sinh linh lại không cảm thấy cánh hoa thế giới chật hẹp ngược lại như củ dò xét không đến cánh hoa thế giới giới hạn. Những sinh linh này lại càng không biết, bọn hắn ở lại thiên địa, kỳ thật chỉ là. Thánh nhân tùy tính nhặt lên một mảnh tơ bông. Thánh nhân áo tơi kia thần sắc lạnh nhạt, cầm trong tay cánh hoa chấn thành bột miệng, cánh hoa hủy đi, cùng nhau hủy đi, còn có hoa cánh thế giới điềm báo ức sinh linh, tất cả đều chết đi. Hắn mở thế giới, sáng tạo điềm báo ức sinh linh lúc, không có vui sướng, hắn hủy đi thế giới, diệt sát điềm báo ức sinh linh lúc, cũng không thương hại. Trong mắt hắn, tất cả phàm linh, chỉ là hư ảo. Mười vạn môn đồ nghị tiếng như triều, áo tơi thánh nhân thì hai mắt nhắm lại, không có cho những môn đồ kia giải thích bất kỳ vật gì. Không biết qua bao lâu, thánh nhân áo tơi kia mở hai mắt ra, hình như có nhận thấy, nhíu lông mày. Hắn dặn dò môn đồ vài câu, tiếp theo bay lên không nhảy lên, bay khỏi chốn đào nguyên, bay lên mảnh này thực đầy cây đào thiên địa chi đỉnh. Hắn đưa tay đem thiên địa chốn đào nguyên này xé mở, cũng từ đó đi ra, vô số môn đồ nghe được động tĩnh, đứng dậy cung tiễn tổ sư rời đi. Ngoại giới, một đạo lưu quan từ trong một giọt hoa đào hạt sương bay ra, rơi xuống đất thành áo tơi thánh nhân, hắn quay đầu nhìn xem hạt sương, lắc đầu không thôi. Các ngươi hiếu tâm đáng khen, nhưng, không phải người. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này cái gọi là chốn đào nguyên thế giới, kỳ thật. Cũng chỉ là càng bên ngoài thế giới một giọt sương nước, mà trước đó cung tiễn hắn rời đi 10 vạn môn đồ, tinh tế xem ra, tựa như là trong hạt sương kia, kích cỡ hơi lớn chút cái này đến cái khác vi khuẩn, càng nhỏ yếu hơn, nhỏ xíu đồ vật, thì không cách nào từ ngoại giới thấy rõ, càng không cách nào tại hạt sương ở trong hiện ra, chỉ có tiếng vào bên trong mới có thể nhìn thấy. Thiên hoang cổ cảnh chiến sự tăng lên, lần này, ngay cả ta đều được đã tham dự thánh nhân áo tơi kia lắc đầu bay lên không hình ảnh đến tận đây hoán đổi mặc dù hay là hoán đổi cũng đã so trước đó nhiều hiện ra quá nhiều nội dung ninh phàm chỉ cảm thấy nội tâm chấn động trong cánh hoa điềm báo ức sinh linh cánh hoa thế giới sáng tạo hủy diệt mười vạn môn đồ ở chốn đào nguyên kỳ thực cũng là một dọc xương nước người như phù du trong giới có giới tất cả tất cả đều rất giống cho hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn để hắn phản phất minh bạch cái gì lại phản phất cái gì cũng đều không hiểu tiếp theo trong bức họa có một cái áo giáp thánh nhân hái ngôi sao tinh luyện kim loại pháp bảo cái kia thánh nhân luyện bảo thủ pháp chi tinh diệu đã vượt ra khỏi ninh phàm lý giải tuyệt không phải bước thứ hai thường thức có thể minh bạch cái kia thánh nhân luyện bảo luyện tới đồng dạng bỗng nhiên nhíu mày lẩm bẩm thiên hoang sau đó, lại trực tiếp đem luyện một nửa pháp bảo vừa thu lại, thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi. Hình ảnh lại biến, có thánh nhân một kiếm hủy diệt mấy vạn chỗ thế giới, kiếm thuật kia độ cao diệu, như bị ninh phàm nắm giữ, tuyệt đối có thể mạc pháp thời đại vô địch. Hình ảnh lại biến, là hai cái thánh nhân tay không quyết đấu một màn, sử dụng thể kỹ, đều là vượt qua bước thứ hai đồ vật. Một tiếng nhịp tim, một hình ảnh, một loại cảm ngộ phía trước 43 âm thanh nhịp tim, tất cả đều là như vậy, không có ngoại lệ. Tại trong cảm ngộ 43 âm thanh nhịp tim này, Ninh Phàm thậm chí thấy được một cái lấy sát chứng đạo thánh nhân, trong nhất cử nhất động, đều là đã bao hàm sát chi nhất đạo huyền cơ, như thể ngộ, có thế từng bước một lĩnh ngộ sát chi trưởng vị, do trưởng vị đến đạo nguyên, thậm chí đến tầng thứ cao hơn. Có thánh nhân chăn nuôi bước thứ ba linh trùng, có thánh nhân khai đàn giảng pháp, tự thân dạy dỗ, có thánh nhân bóc đất tạo ra con người. Song khi thứ 44 âm thanh nhịp tim thời điểm xuất hiện, trước đó tại Ninh Phàm Não Hải vừa đi vừa về hoán đổi 43 cái hình ảnh, toàn bộ bình tĩnh. Từ thứ 44 âm thanh nhịp tim bắt đầu, phía sau tiếng tim đập, tự hồ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Nhìn không ra bất luận cái gì diệu lý, nhìn không ra bất luận cái gì cảm ngộ, phản phất những thể ngộ cũng không lưu vu kia biểu diện, mà là thâm tàng một màn này trong bức tranh, chỉ có một phàm nhân lão giả, ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm bắt đầu thất tinh, giống như đang nhìn tinh thần, lại như đang nhìn. Chính mình. Hắn tự như đang tự hỏi cái gì, lại không cách nào thu hoạch được đáp án, cho nên mày nhíu lại rất chặt. Hai mắt của hắn là sáng chói màu bạc, màu bạc kia, là trời sinh, là màu của ngôi sao, ngân mục nhìn lên trời, trầm mặt không nói. Hắn không nhúc nhích, ngay cả biểu lộ đều chưa từng biến qua một chút nếu không có trong tấm hình cỏ cây biết di động trên bầu trời đêm tinh thần sẽ tránh nên phàm cơ hồ sẽ coi là lấy phàm nhân lão giả là đặt chân tại một bộ đứng im bất động trong bức tranh càng có tự nhiên chim bay tại lão giả ngân mục kia đầu vai dựng tổ đúng là đem việc này người trở thành một gốc cây lão giả ngân mục dưới chân cỏ cây vừa mới chui từ dưới đất lên chung quanh mùa tựa hồ là xuân phàm nhân không, sẽ không, âm thanh nhịp tim thứ 44 này, không hề nghi ngờ, cũng là thánh nhân nhịp tim, lão giả này nhìn như phàm nhân, trên thực tế lại là một cái thánh nhân không thể nghi ngờ. ngẩng đầu nhìn bắt đầu, lại phản phất tại nhìn chính mình. Một màn này cảm ngộ, ngược lại để ta có chút giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng cùng ta lúc trước lĩnh ngộ được hôm nay người câu cá, năm nào trời câu ta, tự hồ lại có khác nhau. Ninh Phàm hai mắt nhắm nghiền, Hơi nhíu lên lông mày, đang muốn tìm hiểu kỹ càng một màn này, hình ảnh nhưng lại thay đổi. Không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, thứ 45 cái tiếng tim đập, tự tiện xông vào Ninh Phàm hai lỗ tai. Thứ 45 màn hình ảnh, là một người nam tử trung niên nhìn lên bắt đầu tinh trống không một màn. Nam tử trung niên kia, đồng dạng là một đôi ngân mục, dung mạo của hắn cùng thứ 44 màn lão giả ngân mục cực kỳ tương tự giống như là trước đó lão giả ngân một tuổi trẻ hình thái. Nhưng lại không chỉ là dung mạo tuổi trẻ, tu vi mang cho ninh phàm cảm giác, tự hồ muốn so lão giả ngân một yếu hơn một chút. Cái này trung niên ngân một đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời, mày nhíu lại đến so lão giả ngân một còn muốn sâu. Hắn nhìn qua trên bầu trời đêm bắt đầu, đồng dạng như cùng ở tại nhìn chính mình, nhưng nhìn lại tự hồ cũng không chỉ là chính mình. Đầu vai của hắn, có một cái đã xây dựng cả một cái mùa xuân tổ chim. Dưới chân của hắn, cỏ cây đã lâu đến đầu gối tươi tốt, thời tiết đã nhập mùa hạ. Một màn này trung niên ngân mục, cùng trước một màn lão giả ngân mục, xác nhận cùng một người. Cổ quái là, từ trên trình tự thời gian nhìn, thứ 45 màn xác nhận tại 44 màn về sau, nhưng ngân mục thánh nhân này, lại phản phất càng sống càng trẻ. Trong này, tự hồ đã bao hàm một chút ta không cách nào với tới cảm ngộ. Rất nhanh, thứ 46 âm thanh nhịp tim cưỡng ép cắt tiếng đến. Thứ 46 màn trong tấm hình, đêm thu tháng 9 tròn, một cái ngân mục thanh niên lại không nhìn trăng, mà là tại nhìn bắt đầu thất tinh. Hắn đầu vai tổ chim, đã chim đi tổ không? Chung quanh cỏ cây bắt đầu khô héo, lá rụng trải thật dày một chỗ. Thời gian do hạ nhập thu, ngân mục thánh nhân này lại tự hồ như càng trẻ, tu vi cũng giảm bớt càng nhiều. Hắn trầm mặt như trước không nói, thẳng đến thứ 47 màn hình ảnh cắt vào, như cũ không nói tiếng nào. Thứ 47 màn hình ảnh, là rét đậm. Tuyết dạ giữa trời, tuyết lớn đầy trời. Một cái ngân mục thiếu niên đứng ở trong gió tuyết, chưa từng xê dịch qua một bước, hắn nhìn xem trong gió tuyết bắt đầu thất tinh, bỗng nhiên ho ra một nguồn máu. Sau đó, thở dài. Ai, con đường này, quả nhiên đi không thông. Người đều là nói bước thứ tư tiên hoàng là nghịch thánh, nhưng chữ nghịch này lại là từ đâu mà đến, đến gì mà kết thúc. Ta không biết thế gian phải chăng có bước thứ năm, nhưng chính là có, ta cũng thế. Không dám đi. Trong gió tuyết, ngân mục thiếu niên dung mạo dần dần tan thương, tu vi thì không ngừng kéo lên. Dần dần, thiếu niên biến trở về ngân mục thanh niên, biến trở về trung niên ngân mục, biến trở về ngân mục lão niên. Khi hắn tóc trắng chấm đất, da thịt khô quắc như khô, răng đều rơi sạch sát na, một cổ tuyệt cường bước thứ tư khí thế, từ trên người hắn xông ra. Giờ khắc này, rét đậm bắt đầu đổ ngược dòng, trở về tàn thu, lại trở lại giữa hè, lại trở lại đầu mùa xuân. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lại trực tiếp từ vô số thiên địa bên ngoài một chỗ khác thiên địa, đưa tay hút tới một tòa tông môn, rơi vào nơi đây. Tiên hoàng có thể thành công. Trong tông môn, mấy tên thánh nhân tu vi hầu cận đi ra, đi vào lão giả ngân mục trước mặt cung cung kính kính hỏi lão giả ngân mục chỉ im lặng lắc đầu tiên hoàng sau bốn tiếng nhịp tim lại không phải phổ thông thánh nhân nhịp tim mà là bước thứ tư nghịch thánh nhịp tim ninh phàm âm thầm kinh hải thầm nghĩ tiên hoàng đêm xem bắt đổ này hẳn là chính là bắt đổ Duệ dân tổ tiên tiên hoàng nhịp tim này hẳn là chính là bắt đổ tiên hoàng nhịp tim nhưng vì sao đồng dạng một cái tiên hoàng nhịp tim sẽ phát ra bốn loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Căn cứ ninh phàm quan sát, cuối cùng bốn tiếng nhịp tim có rất nhiều chỗ tương đồng, nhưng cũng càng nhiều khác biệt, cũng không giống như cùng là một người phát ra nhịp tim, ngược lại càng giống là bốn cái người khác nhau phát ra. Bắt đầu tiên hoàng đến tột cùng tại cảm ngộ cái gì? Trong miệng hắn đi không thông con đường, chỉ là cái gì? Không rõ, không hiểu. Ninh Phàm càng là muốn xâm nhập suy nghĩ, liền càng là không cách nào nghĩ rõ ràng đau đầu muốn nứt huyết dịch giống như đốt thể nội đạo tắt như sụp đổ hắn biết chính mình sợ là ngay tại tham không nên tham đồ vật cắn răng một cái chặt đứt tham niệm tĩnh hạ tâm thần đem cuối cùng bốn tiếng nhịp tim quên sạch sành sanh kể từ đó những đau khổ kia liền cũng đã biến mất trực giác nói cho hắn biết cuối cùng bốn tiếng nhịp tim bao hàm đạo ngộ xuất từ bước thứ tư tiên hoàng giá trị tự nhiên viễn siêu phía trước 43 âm thanh nhịp tim. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, sau 4 tiếng nhịp tim, cũng không phải là mình có thể lấy được đồ vật, chính mình tối đa cũng chỉ có thể từ trong rất nhiều tiếng tim đập phía trước thu lợi. Ninh Phàm bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Hắn bắt đầu xem kỹ bản thân, hắn phát hiện, mình coi như có thế từ trước đó rất nhiều nhịp tim ở trong thu hoạch, nhưng thu hoạch này cũng chỉ là tạm thời. Hắn đời này học qua vô số tuyệt học, tùy tiện một dạng lấy ra, cũng có thể làm cho tu sĩ bình thường đồng cấp vô địch. Hắn không thiếu thần thông. Hắn cũng không thiếu đạp vào mạc pháp đỉnh phong pháp môn. Nếu là dọc theo lập tức con đường, một đường đi tới, Ninh Phàm có tự tin từng bước một đăng lâm mạc pháp thời đại huyễn mộng giới đỉnh phong, sau đó, hướng phía trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới trùng kích. Thành thì vô địch thiên hạ. Coi như thành thánh thất bại, cũng ít nhất là cái gia cường phiên bản loạn của đại đế như cũ có thể quét ngang huyễn mộng giới, thủ hộ muốn bảo vệ đồ vật. Quân không thấy loạn cổ đại đế không có thành thánh, nhưng cũng giết qua thánh nhân, sao mà bưu hãn? Ninh Phàm so loạn cổ thêm ra một cái kiếp huyết, ngày sau thành tựu tự nhiên cao hơn loạn cổ, mặc dù dừng bước tại thánh nhân cảnh giới, cũng đủ để trở thành truyền thuyết. Về phần vấn đỉnh tam đại chân giới. Ha ha! Cái kia tự hồ. Cũng không trọng yếu a. À. Đinh Phàm tu đạo dự tính ban đầu, cũng không phải là tu thành thế gian mạnh nhất, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cùng tuyệt đại đa số tu sĩ động cơ khác biệt. Chỉ cần có thể bình định huyễn mộng giới địch nhân, chỉ cần có thể thủ hộ chí thân, thì thành thánh cũng tốt, bước thứ tư cũng được, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Của hắn tầm mắt, kỳ thật rất rất nhỏ, chỉ giữ vững trước mắt một mẫu ba phần đất, liền là đủ nhưng như vậy suy nghĩ hắn nhưng cũng có chút mê man hắn càng là tu đạo liền càng là có chút tìm không thấy con đường của mình bởi vì đường là hướng về phía trước kéo dài mà hắn cũng không có một đường lái về phía trước mở đất dục vọng hắn chỉ muốn giữ vững sau lưng người tinh lực cuối cùng có hạn ta sở học cái thế tuyệt học vốn là rất nhiều nhưng nói loạn cổ đại đế âm dương ngũ kiếm liền đã là không kém hơn bước thứ ba thánh nhân tuyệt học cùng tất bật đồ vật còn có càng nhiều nhưng cũng bởi vì sở học quá nhiều khiến cho ta cùng nhau đi tới rất nhiều thứ đều không có thời gian tinh nghiên lần này lắng nghe thánh tâm vốn nên là ta lại thu hoạch được một thức lập thân tuyệt học cơ hội nhưng nhìn qua bắt đầu tiên hoàng ngộ đạo về sau ta lại càng thêm cảm nhận được chính mình nhỏ bé ngược lại không có ý định làm như vậy có lẽ con đường của ta cũng không biết chỉ hướng phía trước có lẽ con đường của ta đến tận đây làm điểm cuối đã đầy đủ ta không cần theo đuổi đường chiều dài ta đều có thể dừng bước lại mở rộng đường độ rộng ta nguyện ý vì ta quan tâm đồ vật tại đầu này trên đường tu chân dừng bước lại lại hoặc là loại này nửa đường mà kết thúc dừng bước mới là đường thuộc về ta ninh phàm nội tâm bỗng nhiên lột bột một tiếng hắn tựa như tại thời khắc này mới nhận rõ chính mình hắn tựa như tại thời khắc này mới nghe được tiếng lòng của mình, tim đập của mình. đúng vậy, hắn là cái tiểu phú tức an người, hắn chỉ là rất dễ thỏa mãn người. nếu không có ngoại bộ áp lực, hắn cũng không muốn truy cầu những hư ảo tu vi, danh lợi kia. như hắn dẹp yên huyễn mộng giới tất cả đại địch, như hắn lại không tăng cao tu vi tất yếu, gặp lại nhất định phải liều chết mới có thể tấn cấp cảnh giới, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ đây mới là ta. Tâm Ta khinh thường tại một đường hướng về phía trước, nhưng nếu ta coi là thật quyết định dừng bước ở đây, thì nơi đây chính là quốc gia của ta, mũi kiếm đi tới chỗ, ai, cũng không thể xâm phạm. Thùng 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 thùng, thùng, thùng. Từng tiếng tiếng tim đập từ ninh phàm thể nội truyền ra, nhịp tim này âm thanh luận uy áp, kém xa bước thứ ba thánh nhân mênh mông, nhưng lại so bất kỳ một cái nào thánh nhân nhịp tim đều muốn kiên định không thay đổi, nói năng có khí phách. Giờ phút này, Ninh Phàm trong tiếng tim đập, có lẽ vẫn có nghi hoặc, nhưng lại đem cuối cùng một tia đối với thứ ba bước thứ tư tu đạo mê mang, triệt để quét tới. Bởi vì có thể bỏ ý nghĩ sằng bậy, có thể chấp tại tâm. Mà đối với Ninh Phàm tới nói, người khác cực kỳ xem trọng hư danh phù lợi, trường sinh bất tử, kỳ thật. Cũng đều chỉ là hư ảo kẻ này tại bước thứ hai, làm được minh thánh tâm. Cái này, làm sao có thể? Hắn có thể nghe được bắt đẩu hoàng tôn nhịp tim, đã là đáng quý, nhưng kỳ thật, vậy cũng chỉ là bởi vì thiên nhân đệ nhị cảnh trợ giúp thôi, bất kỳ cái gì một cái thiên nhân đệ nhị cảnh chi tu, đại khái đều có thể nghe đến mấy cái này. Nhưng minh thánh tâm, liền ngay cả chân chính thánh nhân, đều hiếm người có thể làm được điểm này. Chính là chợt có người làm đến, cũng không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân ở trong mạnh nhất hoang thánh. Liền xem như yếu nhất thủy thánh, cũng không có chỗ nào mà không phải là đạt tới thiên nhân đệ tam cảnh nhân kiệp, hiển nhiên, thiên nhân hợp nhất cũng không phải là trợ giúp kẻ này minh thánh tâm lý do. Không, cũng không thể nói là minh thánh tâm, kẻ này cũng không phải là thánh nhân, hắn làm, kỳ thật chỉ là minh tâm, nhưng nếu là coi là thật có một ngày thành thánh, thì kẻ này có thế dễ như trở bàn tay làm đến minh thánh tâm cho dù chỉ là vừa mới bước vào thủy thánh. Lục thánh thiên hoang kiếm khó nén nội tâm hải nhiên, nếu không có chết đi nhiều năm, chỉ còn ý chí lưu lại trong kiếm, hắn tất nhiên sẽ hiện ra hình người, đi hảo hảo sờ sờ ninh phàm thân thể, nghiên cứu một chút kẻ này vì sao như vậy siêu quần bạc tụy. Giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng ninh phàm có được siêu việt bắt đổ tiên hoàng đạo tượng, không phải ngẫu nhiên. Đạo tượng là đạo cụ hiện. Kẻ này lựa chọn đạo, sợ là tại trong chấp đạo đều thuộc về cực kỳ nghịch thiên một cái mà nếu có một ngày đạo này may mắn thành đường thì kẻ này sợ sẽ lại là một cái nghiền ép đồng cấp tử đấu tiên hoàng chỉ sợ cũng ngay cả tử đấu tiên hoàng bản thân đều không ngờ rằng viễn mộng giới giống như bãi tha ma đồng dạng này thế mà còn có bực này tử đấu hậu duệ sinh ra đáng tiếc đáng tiếc kẻ này tư chất lại cao hơn cũng vô pháp từ trong bãi tha ma đăng đỉnh hắn sinh sai niên đại, như sinh ở tử đấu tiên hoàng chưa chết thời đại, tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Cho dù không vào bước thứ tư, cũng đủ để có ngày cái thế. Năng lực của ta, không đủ để giúp hắn từ âm tử, trở về chân dương. Nhưng coi như kẻ này cuối cùng cả đời, chỉ có thể dừng bước tại huyễn mộng giới, ta cũng vui vẻ trợ hắn, đem vừa mới minh ngộ nội tâm, củng cố. Kẻ này tự hồ chướng mắt những thánh nhân nhịp tim này. Nói đến, kẻ này vừa lúc một cái cổ thần a nếu như thế liền cầm những cổ thần thánh tâm chi lực này giúp đỡ mở cổ thần tâm khiếu tốt lịch đại sát đế kế nhiệm chỗ tốt từ trước tới giờ không thất bại tổng không làm cho kẻ này tại ta chỗ này tay không mà còn coi như sau đó sát đế lại không duyên lắng nghe thánh tâm cũng không sao kẻ này có thể hay không mạnh lên mạnh đến cùng họa tộc đối kháng mới là ta sát lục điện khí số có thể hay không tồn tục mấu chốt suy một đạo huyết sắc kiếm ý chợt đến tại huyết lao tầng thứ bảy lan tràn ra đem ninh phàm trong nháy mắt bao phủ giờ phút này ninh phàm tiếng tim đập chính một chút xíu bình ổn đối với mặt khác thánh nhân nhịp tim đã không còn coi trọng đang muốn bỏ dở lần này thể ngộ chợt đến phát giác được phô thiên cái địa kiếm ý đánh tới nhất thời hít một hơi lãnh khí kiếm ý này quá mức kinh khủng giết hắn mấy trăm mấy ngàn lần đều đầy đủ đây là lục thánh thiên hoang kiếm kiếm ý nếu có ác ý, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may Ninh Phàm tin tưởng Lục Thánh Thiên Hoang kiếm sẽ không hại hắn, tả hữu vô lực chống lại, ngược lại lạnh nhạt chỗ chi, mặc cho phô thiên cái địa kiếm ý kia tới người. Quả nhiên, kiếm ý tới người về sau, cũng không đối với Ninh Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẻn vẹn chỉ là chui vào Ninh Phàm thân thể, cũng hướng phía Ninh Phàm trái tim hung hăng đâm vào. Ninh Phàm cảm thấy tim truyền đến toàn tâm thống khổ nhưng không có bất luận cái gì ngăn cản, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm ý đâm tâm mang đến chỗ tốt to lớn. Cái này lục thánh thiên hoang kiếm, lại tan ra thánh nhân nhịp tim lực lượng, đến trợ hắn mở cổ thần tâm khiếu. Đời thứ 8, ngươi nếu không muốn lắng nghe thánh nhân nhịp tim, ta liền đổi chủng càng thêm trực tiếp phương thức, cho ngươi chỗ tốt tốt. Năm đó ta sưu tập mà đến thánh nhân tâm lực vốn cũng không nhiều, bởi vì lịch đại sát đế lắng nghe thánh tâm, càng là hao tổn không ít, còn sót lại tâm lực, đại khái đủ để vì ngươi mở thứ tư, thứ năm tâm khiếu. Càng nhiều tâm khiếu, thì cần muốn ngươi thay cơ duyên đi mở mang. Đây là lục thánh thiên hoang kiếm lần thứ nhất như vậy chính thức xưng hô ninh phàm. Đời thứ tám Cái này không chỉ là đối với ninh phàm tán thành, càng là một loại tôn trọng, xem như cùng cấp. Giờ khắc này, hắn không phải lấy lục thánh thiên hoang kiếm thân phận đến cùng ninh phàm đối thoại, mà là lấy sơ đại sát đế thân phận, đến cho vãn bối chỗ tốt. Nói đến, đời thứ bảy còn cho ngươi lưu lại một vật, thông qua bí pháp đưa đến ta chỗ này, không có bị những phản đồ kia đoạt đi. Chưởng vị đại đế chết, sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra chưởng vị đạo quả, đời thứ bảy đã chết bất hạnh, có lẽ thượng thiên bởi vậy có bồi thường, khiến cho hắn sát lục chưởng vị, lưu truyền xuống tới. Tiếp đó, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi mở tâm khiếu, Càng biết giúp ngươi hấp thu cổ này sát lục trưởng vị lực lượng, ngươi đương nhiên sẽ không trực tiếp ngưng ra trưởng vị hư không, nhưng đối với sát chi đạo tắc tu vi tiến nhanh, nhưng cũng là đương nhiên. Ta sát lục điện một môn bảy đời sát đế, bất luận thành đế trước lẫn nhau ra sao quan hệ, phụ tử cũng tốt, sư đồ cũng được, thành đế sau lẫn nhau đều lấy sư huynh để tương xứng. Ngươi là đời thứ tám, cũng là đạo lý đồng dạng. Sau này, ngươi có thể gọi ta sơ đại cũng có thể gọi ta sư huynh cũng có thể gọi ta lục thánh thiên hoang kiếm viễn cổ phong ấn kiếm tùy ngươi còn sư phụ chúng ta không có sư phụ chỉ có cộng đồng tín niệm nhiều đời truyền thừa gắn bó tại trong chúng ta đó là thủ vệ bắt đầu hậu duệ tín niệm cùng đơn thuần thủ vệ bắt đầu tiên vực khác biệt chúng ta thủ vệ cũng không phải là bắt đầu tiên hoàng mà là bắt đầu huyết giới là nhà. Là độc thuộc về sát lục điện tu sĩ, bắt đầu mạc duệ cố thổ. Đương nhiên, muốn nghe nhất ngươi lấy đời thứ 8 thân phận hô một tiếng sư huynh, kỳ thật hẳn là đời thứ 7 đi, đáng tiếc cũng không có cơ hội nữa. Không duyên cớ lại đạt được nhiều cái sát lục trưởng vị lực lượng, nên Phàm hai mắt không có kinh hỉ, ngược lại ảm đạm, trong lòng chua chua. Đời thứ bảy đã chết bi ai, đã chết khuất nhục, nhưng coi như trước khi chết, thế mà còn vì hắn, giữ lại hạ sát lục trưởng vị đạo quả. Hắn ninh phàm có tài đức gì, có thế thụ bảy đời nhiều như vậy ân huệ. Ta tin hắn. Hắn nhất định sẽ trở về. Ta vì thế con lưu lại bảo bối, các ngươi, không chiếm được. Ninh phàm nắm chặt lại quyền, nhắm mắt lại, đem tất cả cảm xúc giấu tại đáy lòng, lại mở ra lúc, đã một mảnh tỉnh táo, cùng kiên quyết. Tâm khiếu, một chút xíu mở. Liệt nguyên thuật âm thầm tại thể nội thôi động. Chưởng vị đạo quả lực lượng, tùy tiện bị ninh phàm ngưng tụ thành phẩm giai cao nhất thiên phẩm đạo tinh, hắn bỗng nhiên hướng lên trời một chỉ, đạo kinh hiện ra, ngón trỏ lăng không vẽ phát thảo, tại trên đạo kinh viết tân thiên chương. Đó là thiên chương độc thuộc về giết chóc. Bị ninh phàm, viết vào đến thần tinh hàng ngũ. Bởi vì hắn tiếp thu được sát lục chưởng vị chi lực, cũng không ma khí ngập trời, chỉ có trưởng bối đối với vãn bối quan tâm chỉ có trước khi chết dư ôn để lại ấm áp cũng không ngang ngược ngược lại ấm áp như sư huynh quan tâm tương lai sư đệ đời thứ bảy không tiền bối không sư huynh có ninh phàm tại một ngày tất không để cho sát lục điện diệt tại ta trước cái này gánh ngươi đã cõng quá lâu quá lâu sau này ta thay ngươi lưng ninh phàm nội tâm thầm nghĩ càng có một tia phức tạp, ở trong lòng chảy xuôi. Hắn lúc trước không sư huynh, sau này, lại là có. Mà những sư huynh này, cùng hắn nội tâm công nhận tất cả sư phụ, đều không quan hệ, càng cùng chủng tộc không quan hệ, cũng cùng tiên vực trận doanh không quan hệ. Như đời thứ bảy còn tại, nghe được Ninh Phàm lấy đời thứ tám thân phận gọi một tiếng sư huynh, hẳn là sẽ rất vui mừng đi, đáng tiếc như lục thánh thiên hoang kiếm lời nói, cũng không có cơ hội nữa như còn có mặt khác một lần luân hồi, ta sẽ ở ngươi trước mặt, chính miệng gọi ngươi một tiếng sư huynh, coi đây là đền bù. Ninh Phạm giống như tự nói, lại như đang nói cho không ngừng tràn vào thể nội sát lục trưởng vị chi lực nghe. Những lực lượng trong sát lục trưởng vị kia, bản còn có một tia gần như tiếc núi tâm tình tiêu cực tồn tại, khi Ninh Phạm nói ra lời ấy đằng sau, lặng yên tiêu tán. Giống như sát đế đời thứ bảy cuối cùng một tia tiếc núi, cũng tiêu tan, có lão hoài vui mừng ta tin hắn. Kẻ này nhất định sẽ bảo vệ tốt sát lục điện, nhất định. Bởi vì, hắn là ta tự mình lựa chọn thiếu đế đời thứ 8, là ta tự mình lựa chọn. Sư đệ. Thời gian cực nhanh, một tháng thời gian, nhán một cái mà qua. Ninh Phàm như cũ khoanh chân tại trong huyết lao, chưa từng di động, quanh mình gào thét tàn phá bừa bãi lục thánh thiên hoang kiếm ý, thì dần dần hướng tới bình tĩnh. Một tháng trôi qua, ninh phàm triệt để luyện hóa sát đế đời thứ bảy còn sót lại trưởng vị đạo quả tu ra cổ thần âm dương sát âm dương nó cổ thần trái tim tâm khiếu số lượng thì thông qua hấp thu cổ thần thánh nhân tâm lực gia tăng đến ngũ khiếu khuyết lao tầng thứ bảy yên tĩnh như chết ninh phàm khoanh chân bất động quanh thân cổ thần uy áp theo thời gian chuyển dời liên tục tăng lên thời khắc này ninh phàm không còn là một cái tam khiếu cổ thần mà là một cái ngũ khiếu cổ thần tại cổ thần tuyệt tích mạch pháp thời đại này, cơ hồ đã là đẳng cấp cao nhất cổ thần. Cổ thần lấy tâm khiếu số lượng phân chia đẳng cấp, tam khiếu cổ thần ăn đang dược, dược hiệu chỉ là thường nhân 8 lần, ngũ khiếu cổ thần, thì là kinh khủng 32 lần. Ninh Phàm cảm thấy mình cổ thần huyết mạch tại thể nội sôi trào, bởi vì hấp thu rất nhiều cổ thần thánh nhân tâm lực, cổ thần huyết mạch cũng đang không ngừng đề cao. Nếu có người có thể thấu thị Ninh Phàm mạch máu trong người, chắc chắn phát hiện, giờ phút này trong cơ thể của hắn lại có một giọt tổ huyết tại một chút xíu thành hình lộ ra khí tức cực lớn lại một tháng trôi qua cái kia tổ huyết tại ninh phàm khống chế dưới rốt cục sơ bộ thành hình lộ ra vô biên dấu hiệu sắp mưa năm đó ninh phàm bởi vì vũ tổ một trận cơ duyên trở thành vương huyết cổ thần cho nên nó cổ thần huyết mạch căn nguyên cùng vũ tổ huyết mạch đồng nguyên giờ phút này cổ thần huyết mạch hấp thu thánh nhân tâm lực cấp bậc mặc dù đề cao bản nguyên nhưng thủy chung chưa cải biến nó huyết mạch cơ sở vẫn là mưa tổ huyết một thành ninh phàm quanh thân cổ thần uy áp tất nhiên là tăng vọt vô số lần thể nội cổ thần pháp lực lưu chuyển cũng xa so với lúc trước càng thêm trôi chảy huyết mạch tăng lên mang đến chỗ tốt cũng sẽ không trực tiếp thể hiện tại trên tu vi nhưng lại sẽ sâu xa ảnh hưởng ninh phàm ngày sau tu đạo lộ không thể bảo là không trọng yếu Ninh Phàm bắt đầu củng cố thể nội tân sinh cổ thần tổ huyết, như vậy lại qua 4 tháng, thể nội tân sinh tổ huyết mới hoàn toàn vững chắc, chân chính thành hắn huyết mạch một bộ phận. Đến tận đây, Ninh Phàm thần, yêu, ma, kiếp bốn hệ trong huyết mạch, có tam hệ, đều tu đến tổ cấp, thành hoàn toàn xứng đáng thần yêu ma chung tổ. Hắn cảm thấy mình thần yêu ma tam hệ tu vi lẫn nhau ở giữa càng thêm hòa hợp, thể nội âm tu vi, dương tu vi đối lập cục diện, cũng càng cân bằng, hài hòa. Quanh thân 40,000 vạn lỗ chân lông, đều lộ ra cảm giác mát mẻ, càng có thế rõ ràng cảm nhận được, tốc độ tu luyện của mình, lại có tăng lên trên diện rộng. Hắn đứng người lên, thật dài thở ra một ngụm trọc khí, vuốt ve mi tâm thêm ra tới sát âm dương tinh điểm, ánh mắt phức tạp. Có chưởng vị đạo quả trợ giúp, nên phàm tu thành sát âm dương quá trình, cơ hồ so với lúc trước loạn cổ đại đế giúp hắn tu thành vũ âm dương, còn muốn thuận lợi. Dù sao luyện hóa cả một cái trưởng vị đạo quả, vật này, thế nhưng là mạt pháp thời đại vật cực kỳ hiếm hoi. Mạt pháp thời đại trưởng vị đại đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay, trưởng vị đại đế vẫn lạc hình thành trưởng vị đạo quả tỷ lệ, cũng không tính cao bao nhiêu. Quân không thấy, lúc trước thái tố lôi đế đạo diệt, đều không có tạo ra lôi trưởng vị đạo quả. Mặc dù như vậy, vẫn có vô số đông thiên tu sĩ, không để lại dư lực tìm kiếm lấy trưởng vị đạo quả chưa từng tồn tại qua kia, làm lấy một đêm đăng lâm bước thứ hai đỉnh phong xuân thu đại mộng. Như ninh phàm còn có mặt khác trưởng vị đạo quả, tu ra mặt khác âm dương, sẽ không nhiều khó khăn, đáng tiếc loại cơ duyên này, về sau sợ là rất khó gặp phải. Về phần tu ra sát âm dương mang đến tu vi tăng lên. Thật có lỗi, hắn thời khắc này của thần tu vi, bởi vì chưa đột phá vạn cổ cảnh giới nguyên nhân, đã vô pháp có một tơ một hào cảnh giới. Kết quả là, sát âm dương mang đến tu vi tăng lên, đều bị thần linh phế thể bá đạo đoạt đi, dùng để gia tăng thần linh phế thể các phương diện cường độ. Ninh Phàm sát thực cảm giác được, chính mình thần linh phế thể lại tăng mạnh một chút. Đa tạ tiền bối tặng ta trận này cơ duyên. Uống nước nhớ nguồn, Ninh Phàm được chỗ tốt, đối với Lục Thánh Thiên Hoang kiếm tự nhiên cảm tạ, hướng mông lung kiếm ảnh phía trong huyết quang ôm quyền cúi đầu đến lúc giờ phút này hắn như cũ không có nhìn thấy lục thánh thiên hoang kiếm hình dáng hơi có chút tiếc nuối nhưng không có đem tiếc nuối này biểu lộ ra đối phương không lấy chân chính kiếm cho cùng hắn gặp nhau hơn phân nữa là có nguyên nhân nào đó ninh phàm biết nặng nhẹ sẽ không cưỡng cầu ha ha còn gọi tiền bối quên ta trước đó đã nói rồi quả nhiên vẫn là không muốn gọi ta một tiếng sư huynh a à. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm tiếng lòng, mang theo ý cười truyền ra. Ninh Phàm khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói: "Sư huynh thứ lỗi, cũng không phải là ta không muốn gọi như vậy, chỉ là có chút không quen, không cẩn thận, liền quên nên gọi như vậy." Dù sao ta một đường tu hành đến nay, tuy có qua sư phụ, nhưng lại chưa bao giờ từng có sư huynh đệ, cũng không biết được sư huynh đệ ở giữa muốn thế nào ở chung. Ha ha, nhiều gọi gọi, chậm rãi thành thói quen mỗi một thời đại sát đế ban sơ đổi giọng thời điểm cũng không dễ dàng. Đương nhiên, giữa ngươi và ta sư huynh đệ tình cảm, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể bồi dưỡng ra được. Giờ phút này ngươi ta còn có chút xa lạ, đều là nhân chi thường tình, không ngại, không ngại. Ngược lại là ngươi. Ngươi như là đã đạt được kế nhiệm sát đế cái thứ nhất chỗ tốt, liền cũng nhanh chút rời đi huyết lao. Thế hệ này đại trưởng lão, Sợ là đã ở bên ngoài bố trí tốt Phong Đế Đại Điển, chỉ chờ ngươi nhân vật chính này tiến đến. Phong Đế Đại Điển phải không, ta đã biết, cái này liền tiến đến, chỉ là Chỉ là ngươi trước khi rời đi, nội tâm có một ít nghi vấn, muốn hỏi ta phải không? Vâng. Ninh Phàm đáp, đối với Lục Thánh Thiên Hoang kiếm đúng là sơ đại sát đế một chuyện, hắn có quá suy nghĩ nhiều còn muốn hỏi. Sắc lục điện lịch sử rõ ràng ghi chép sơ đại sớm đã chết tại thượng cổ tuế nguyệt nhưng vì sao vẫn còn sống nếu là sơ đại thật còn sống lại vì sao tùy ý họa tộc xâm lấn ngồi yên không lý đến như thế nào lại trơ mắt nhìn xem đời thứ bảy bị một đám phản đồ hại chết mà không nhúng tay vào không rõ ta biết ngươi tại hoang mang cái gì vi huynh cũng không gạt ngươi ta sở dĩ không có ra mặt bảo hộ đời thứ bảy không phải không muốn mà là không dám sát lục điện lịch sử không có phạm sai lầm, vi huynh xác thực sớm đã chết đi, nhưng bởi vì vi huynh bản thể là kiếm, là vô thượng thần binh, sau khi chết thân thể có thể làm thần kiếm bảo tồn vĩnh cửu, càng có một tia ý chí, tồn tại tại trong kiếm này. Ngươi giờ phút này nhìn thấy ta, kỳ thật cũng không phải ta, chỉ là ta linh thức tiêu tán trước, tồn tại lục thánh thiên hoang kiếm một tia ý chí thôi. Bởi vì lục thánh thiên hoang kiếm tồn tại, họa tộc mặc dù đối với ta bắt đầu mặc duệ có mưu đồ, nhưng cũng không dám quy mô tiến công, mà là có chỗ thu liễm, nếu không, chỉ có họa tộc tộc trưởng họa đấu kia một người đích thân tới sát lục điện, hoặc là tùy tiện phái ra một hai cái chuẩn thánh, đều đủ để đồ diệt sát lục điện hàng trăm hàng ngàn lần. Ta mặc dù bảo lưu lại một tia ý chí, có thể điều khiển lục thánh thiên hoang kiếm thủ vệ sát lục điện, nhưng kỳ thật, cũng chỉ có một kích chi lực thôi. Một kích này cực mạnh, như toàn lực xuất thủ, chính là bình thường viễn cổ đại tu tiến đến, cũng có một tia tỷ lệ chém giết, cực lớn tỷ lệ trọng thương. Nhưng chém giết về sau, ý chí ta lưu tại trong lục thánh thiên hoang kiếm liền sẽ tan hết. Lục thánh thiên hoang kiếm, lại không người có thể khống chế, cũng không cách nào phát ra chấn nhiếp viễn cổ đại tu uy năng, sẽ thành vật vô chủ. Sẽ dẫn tới, vô số mạt pháp tu sĩ cướp đoạt. Đời thứ bảy khi chết, ta hận không thể xuất thủ cứu giúp nhưng ta biết rõ, một khi ta kìm nén không được xuất thủ, coi như lúc ấy cứu đời thứ bảy, đằng sau nghênh đón, cũng tuyệt đối là họa tộc toàn diện tiến công. Lại có họa tộc chuẩn thánh tiến đến, sát lục điện, vẫn là phải diệt, đời thứ bảy, vẫn là phải chết. Ngược lại nếu ta ngồi nhìn đời thứ bảy chết đi, sát lục điện còn lại môn đồ đệ tử, cùng những bắt đẩu duệ dân kia, còn có cơ hội bảo tồn. Ai, miệng ta miệng từng tiếng xưng đời thứ bảy là sư đệ, nhưng lại hai lần uổng chú ý sinh tử của hắn. Ta, có lỗi với hắn. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm ngữ khí, mang theo thật sâu thống khổ cùng tự trách, loại kia mắt thấy sư đệ chết bởi trước mắt, cũng không dám cứu giúp thống khổ, còn khó chịu hơn là giết hắn. Ninh Phàm có chút trầm mặt, minh bạch Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nổi khổ tâm trong lòng. Lục Thánh Thiên Hoang kiếm là sơ đại sát đế thân thể, sơ đại sớm đã chết đi, chỉ lưu cuối cùng một tia ý chí tại trong kiếm, có thế điều khiển kiếm này phát ra một kích cuối cùng một kích này cường đại đủ để cho viễn cổ đại tu đều nghe tiếng biến sắc nhưng cũng chỉ có duy nhất một kích không thể phỏng chế ra kích thứ hai bởi vậy một kích này không thể dùng linh tinh ngược lại hẳn là từ đầu đến cuối không cần mới có thể để cho tất cả địch nhân kiên kỵ từng có sáu tên họa tộc tiên đế tiếng công sát lục điện khiến cho đời thứ bảy liều chết một trận chiến trọng thương ngã gục trận chiến kia, hẳn không có chuẩn thánh tham gia. Nếu có nhiều tên chuẩn thánh tiến đến, lấy đời thứ bảy cửu kiếp đỉnh phong tu vi, vô luận như thế nào đều khó có khả năng giữ vững bắt đầu huyết giới. Họa tộc thân là bí tộc, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chuẩn thánh, lại cực khả năng không chỉ một chuẩn thánh. Chuẩn thánh không có cùng nhau lộ diện nguyên nhân, hơn phân nữa là e ngại còn có một kích chi lực lục thánh thiên hoang kiếm, sợ lộ diện về sau, sẽ bị lục thánh thiên hoang kiếm chém giết, từ đó một thế tu vi trôi theo nước chảy. Thế nhân ai có thể không có tư tâm? Mạnh như chuẩn thánh, cũng không nguyện hy sinh chính mình, tác thành cho hắn người đi. Chỉ cần lục thánh thiên hoang kiếm một kích cuối cùng vĩnh viễn không cần rơi, họa tộc chuẩn thánh liền vĩnh viễn không dám sung làm tiếng công sát lục điện tiên phong, địch tới đánh, tối đa cũng sẽ là bị họa tộc coi là pháo hôi phổ thông tiên đế. Năm đó từng có sáu tên tiên đế tiến công sát lục điện, trận này cho có thể xưng xa hoa. Bất quá chỉ từ chuẩn thánh không có xuất thủ điểm này đến xem, Ninh Phàm liền biết, họa tộc dụng tâm ác độc. Đúng là muốn lấy sáu tên tiên đế này làm tiên phong, làm mồi nhữ, đem sát lục điện bức đến tuyệt lộ, khiến cho lục thánh thiên hoang kiếm không thể không dùng xong một kích cuối cùng, đằng sau, mới có lại không lo lắng chuẩn thánh quy mô xâm phạm. Khi sinh sáu tên tiên đế đến công sát lục điện, loại này thủ bút, coi là thật cũng chỉ có thập đại bí tộc cầm ra được có thế họa tộc tính sai, cho dù lục thánh thiên hoang kiếm không có xuất thủ, năm đó đời thứ bảy, lại cũng bằng sức một mình, đánh lùi lục đế vây công, giữ vững bắt đầu huyết giới. Cuối cùng không có dùng xong lục thánh thiên hoang kiếm một kích cuối cùng. Sau đó, họa tộc lại phái mấy cái nội ứng, đến ám hại đời thứ bảy, cũng ý đồ tại đời thứ bảy sau khi chết, bằng mấy cái nội ứng, âm thầm tiêu tốn lục thánh thiên hoang kiếm một kích cuối cùng. Đáng tiếc mưu đồ này, lại bởi vì ninh phàm tham gia mà chết từ trong trứng nước nhớ tới ở đây ninh phàm nội tâm nhảy một cái bỗng nhiên có không ổn cảm giác họa tộc từ đầu đến cuối kiên kỵ cũng không phải là sát đế đời thứ bảy mà là lục thánh thiên hoang kiếm mục kích cuối cùng đây là hắn lần này tới đến sát lục điện trước đó không biết sự tình như đời thứ bảy chưa chết chỉ cần đời thứ bảy một ngày còn tại họa tộc chuẩn thánh không ra liền không cách nào đem sát lục điện ép lên tuyệt lộ lại đến mấy tên tiên đế vây công, đời thứ bảy hơn phân nửa cũng có thể giữ vững. Không cách nào bước ra lục thánh thiên hoang kiếm một kiếp cuối cùng. Đời thứ bảy chính mình tính ra sinh mệnh, chỉ có thể kéo dài hơi tàn 2.000 năm, cho nên mới cho ninh phàm 2.000 năm trưởng thành thời gian. Hắn cần ninh phàm tiếp nhận hắn, thủ vệ sát lục điện, chống cự nhân vật dưới chuẩn thánh của họa tộc đến công. Nhưng bây giờ 2.000 năm kỳ hạn còn chưa tới, đời thứ bảy liền đã chết đi họa tộc có biết hay không đời thứ bảy tin chết? Như biết, bọn hắn sẽ hay không thừa lúc vắng mà vào. Mất đi đời thứ bảy thủ vệ sát lục điện, thậm chí không cần chuẩn thánh tiến đến, tùy tiện đến cái tiên đế, liền đủ để giết sạch sát lục điện môn đồ, trưởng lão, là sát lục điện hạ xuống tai họa ngập đầu. Đến lúc đó lục thánh thiên hoang kiếm nếu không xuất thủ, liền muốn trơ mắt nhìn xem họa tộc tiên đế giết sạch bắt đẩu duệ dân, như xuất thủ, thì chỉ có một kích chi lực, coi như giết chết trước mắt người xâm nhập, đằng sau người xâm nhập, cũng rốt cuộc vô lực ngăn cản, sát lục điện, vẫn sẽ bị tiêu diệt. Băng khoan của ngươi rất có thể xuất hiện, nếu ta không có đoán sai, ngươi lần này phong đế đại điển, rất có thể có họa tộc tiên đế xâm phạm, đến sò xét ngươi sâu cạn. Nếu ngươi ngay cả tiên đế đều không ngăn cản được, liền chỉ có ta tới ra tay giải quyết những địch nhân kia. Như sư huynh dùng xong một kích cuối cùng nếu thật đi đến một bước kia, sát lục điện khí số liền thật đã dùng hết, ngươi không cần lại chết thủ bắt đầu huyết giới, thủ cũng là thủ không được, ta chỉ làm cho ngươi làm một chuyện, đó chính là bảo hộ số ít bắt đầu duệ dân thoát đi, chí ít là bắt đầu duệ dân, lưu lại cuối cùng một bộ phận huyết mạch. Sư huynh chớ sợ, coi như ta phong đế đại điển, thật có họa tộc tiên đế xâm phạm, cũng không cần e ngại. May mắn ta sớm có an bài có vợ ta tán nguyệt tại lần này phong đế đại điển tuyệt sẽ không sai lầm tán nguyệt cái tên này có chút quen tai ta lúc còn sống tự hồ nghe nói qua người mới này danh tự chỉ là nữ tử kia là thượng cổ chi tu hơn phân nửa cùng sư đệ nói không phải cùng một người đi ồ sư huynh nghe nói qua vợ ta danh hào đây cũng là đúng dịp cũng coi là trong cõi u minh một loại nào đó duyên phận đi không dối gạt sư huynh nàng này là sư đệ người trong phòng chính là một tên thượng cổ đại đế nhiều lần gián tiếp tại mạc pháp thời đại tái hiện thiên địa trên người nàng tuy có trọng thương không thể quá độ đấu pháp nhưng lấy nàng bây giờ nửa chân đạp đến nhập chuẩn thánh tu vi chấn nhiếp mấy cái họa tộc tiên đế vẫn là dư sức có thừa năm đó họa tộc chỉ phái sáu tên tiên đế vây công đời thứ bảy sợ là cũng có một chút hạn chế không cách nào phái ra càng nhiều lần này nếu chỉ là thăm dò mà không phải quy mô tiến công, thậm chí chưa chắc sẽ có sáu tên tiên đế đến đây, cực khả năng chỉ có một hai người đến. Lại thêm sư đệ ta, bao nhiêu cũng có thể ngăn cản một tên lục kiếp tiên đế, từ bên cạnh tương trợ nói, tự sẽ càng thêm ổn thỏa. Họa tộc không phái người dò xét ta nội tình liền thôi, nếu thật phái tiên đế đến đây, sư đệ tất để tiên đế kia thất bại tan tác mà quay trở về. T sư đệ càng đem một nửa bước bước vào chuẩn thánh thượng cổ đại đế thu làm cơ thiếp sư đệ làm việc thật đúng là không thể tính toán theo lẽ thường lục thánh thiên hoang kiếm ngữ khí có chút cổ quái thu một tên nửa bước chuẩn thánh kỳ nữ là cơ thiếp việc này ngay cả hắn bực này viễn cổ đại tu cấp tồn tại cũng không dám yêu cầu xa vời chỉ có thể đụng duyên phận nên phàm thế mà thật làm được tiểu tử này quả nhiên là cái không thể lẽ thường ước đoán quái thai Thế mà sư đệ đối với lần này phong đế đại điển đã tính trước, ta liền không nói nhiều, tóm lại. Như sự tình thật phát triển đến xấu nhất một bước, sư đệ cần phải nhớ sư huynh giao cho ngươi nhiệm vụ. Ninh Phàm trầm mặt, từ chối cho ý kiến. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ vi huynh nhắc nhở là được. Trừ cái đó ra, ngươi còn có sự tình khác muốn hỏi sao? Liên quan tới chân giới, liên quan tới tử đấu tiên vực, liên quan tới bắt đẩu tiên vực. Ngươi muốn biết đồ vật, có thể nói, vi huynh sẽ tận lực nói cho ngươi. Họa tộc đối với sát lục điện mưu đồ là Lục Thánh Thiên Hoang kiếm a. Lại hoặc là còn có mưu đồ khác, sao kiếm này quan trọng hơn. Ninh Phàm nghĩ nghĩ, hỏi. Bọn hắn mưu đồ chính là Lục Thánh Thiên Hoang kiếm, nhưng lại không chỉ là Lục Thánh Thiên Hoang kiếm, cụ thể đồ vật không thể nói. Không thể nói. Cái kia chính là nói việc này liên quan đến bước thứ tư tồn tại hẳn là cùng bắt đầu tiên hoàng có quan hệ minh phàm gật gật đầu không có như vậy sự tình tiếp tục đặt câu hỏi lại hỏi ta có thể cảm nhận được lục thánh thiên hoang kiếm cực kỳ bất phàm không không thể nói là bất phàm kiếm này cho ta cảm giác đơn giản chính là kinh khủng ẩn chứa sát ý là ta cuộc đời ít thấy kiếm này xác nhận một chủng loại giống như hương hỏa kiếm tồn tại nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài kiếm này đến tột cùng lai lịch ra sao đã tên lục thánh thiên hoang cùng kết nối huyển mộng giới tam đại chân giới thiên hoang cổ cảnh có quan hệ gì ai không thể nói vậy liền được rồi ngươi liền không muốn hỏi điểm tử đấu hậu duệ đều chú ý vấn đề liên quan tới chân giới liên quan tới tử đấu tiên vực liên quan tới dù sao tuyệt đại đa số đồ vật đều là không thể nói đúng không có hỏi hay không không có gì khác biệt làm gì hỏi nhiều xác thực như vậy vi huynh xác thực không cách nào cho ngươi quá nhiều trả lời ngươi không có hứng thú vi huynh liền không nói nhiều cũng không phải toàn bộ đều không có hứng thú ta đối với chân giới người nào đó liền cảm thấy rất hứng thú a à, đối với người nào cảm thấy hứng thú có thể nói vi huynh đều sẽ kể cho ngươi giảng ta đối với kiếm tổ cảm thấy rất hứng thú kiếm tổ vi huynh tại chân giới hành tẩu thời điểm bắt đầu tiên hoàng chưa băng hà khi đó, chân giới cũng không đại năng trên chân tiên, lấy kiếm tổ làm hiệu. Chân giới sao mà bao la, không phải bước thứ tư, dù ai cũng không cách nào thực sự hiểu rõ chân giới toàn bộ sinh linh, có lẽ là vi huynh cô lậu quả văn. Hẳn là sẽ không cô lậu quả văn mới là, nàng này là người hoang cổ tiên vực, tự hồ hay là hoang cổ tiên hoàng tọa hạ đệ nhất tiên đế. Hoang cổ đệ nhất tiên đế. Nữ tử. Vi huynh lúc còn sống, hoang cổ đệ nhất tiên đế cũng không phải là cái gì kiếm tổ cũng không nữ tử mà là đông hải đại tôn lịch đại đệ nhất đế cũng đều là lấy đại tôn làm hiệu nếu để cho kiếm tổ coi như có chút kỳ quái không phù hợp hoang cổ tiên vực phong tục có lẽ nàng này là tại sư huynh sau khi mất đi mới nói thành danh xưng kiếm tổ a ngươi biết tên của nàng sao nếu nói danh tự ta có lẽ có thể có chút ấn tượng danh tự nàng có lẽ gọi cơ thanh linh có lẽ đây chỉ là cái giả danh cơ thanh linh chưa nghe nói qua bất quá cơ là hoang của tiên hoàng tiên họ điểm này ta ngược lại thật ra biết đến cái họ này tại địa phương khác có lẽ chỉ là phổ thông nhưng ở hoang cổ tiên vực lại là một loại vô thượng vinh quang không phải người bình thường có thể sử dụng chỉ có lập xuống đại công hoang cổ tiên tu mới có tư cách bị tiên hoàng ban cho họ này công lao càng lớn lại có cơ hội ngay cả danh tự cùng nhau ban thưởng cái này cơ thanh linh tên có thể là nàng này đang vi huynh sau khi mất đi tuế nguyệt lập qua đại công phương được ban cho cho tính danh cho nên vi huynh mới chưa nghe nói qua lúc trước nàng cũng không gọi cái tên này được rồi ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút sư huynh không biết cũng không sao nhớ tới kiếm tổ hai lần từ trước mắt mất đi ninh phàm nội tâm có chút đau xót nàng này đối với hắn mà nói Ứng cũng là cực kỳ đặc thù, nhưng đối với chuyện của nàng, hắn lại biết rất ít. Cũng may hắn gieo nàng hồn chủng, cũng may nàng cũng không chân chính từ thiên địa ở giữa xóa đi. Cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Ta còn có một số những vấn đề khác muốn hỏi, đều là một chút liên quan tới vấn đề tu luyện, cũng không phải là cái gì thiên địa đại bí. Hồi lâu, Ninh Phàm mới cùng Lục Thánh Thiên Hoang kiếm nói xong nói. Trước khi rời đi, Lục Thánh Thiên Hoang kiếm để Ninh Phàm đem hắn năm cái tên dở hơi tiểu kiếm linh kia lưu lại, đồng dạng lưu lại, còn có ngũ hành bình, có trợ giúp tăng lên khí linh tu vi tiên thiên pháp bảo. Ngươi năm đó mang tới năm cái tiểu kiếm linh, tư chất không tầm thường a, có thể nhìn trộn đến kiếm thể của ta, đơn điểm này, đặt ở trong kiếm linh, chính là trăm vạn nhân tài có một cái tư chất. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau cũng có thể trở thành cánh tay của ngươi. Vì huynh bản thể là kiếm có lẽ có thể chỉ điểm một chút năm cái tiểu nha kia đầu tu luyện. Cái này, năm cái tiểu nha kia đầu quá ồn náo loạn, lưu tại nơi này sẽ ảnh hưởng sư huynh thanh tu đi. Không ngại, bởi vì một chút nguyên nhân, ta tại phát huy một kích cuối cùng trước, không cách nào đi ra huyết lao tầng thứ bảy, rất khó tại ngoại giới cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, duy nhất có thể làm, chỉ là giúp ngươi dạy bảo kiếm linh, dùng cái này thoáng giúp ngươi lại ta cả đời không con không gái không đồ năm cái tiểu nha đầu này vừa có thể bái ta làm thầy thụ ta y bác tuyệt học của ta phần lớn là kiếm linh mới có thể sử dụng đối với người bình thường không có gì đại dụng đối với mấy tiểu nha đầu này có lẽ sẽ là một cọc cơ duyên ninh phàm biết lục thánh thiên hoang kiếm thu mấy cái kiếm linh tiểu nha đầu làm đồ đệ nguyên nhân thực sự cũng không phải là mấy cái tiểu nha đầu tư chất siêu quần bạc tụy mà là vì giúp hắn bồi dưỡng kiếm linh cho hắn gia tăng thực lực mấy tiểu nha đầu này tư chất lại cao hơn cũng sẽ không cao hơn chân chính tiên thiên khí linh tiên thiên khí linh tuy nói nhưng cũng tồn tại ở thế gian như lục thánh thiên hoang kiếm thật muốn tìm đồ nhi truyền thừa y bác tìm tới so năm cái tiểu nha đầu tư chất cao hơn khí linh cũng không khó chỉ là vì giúp hắn thôi lúc trước hắn đối với sát lục điện này ấn tượng chỉ có hứa hẹn chỉ có ân nhưng bây giờ nhưng dần dần có một tia chân chính tình cảm cũng chân chính bắt đầu đem sát lục điện xem như một ngôi nhà có huynh trưởng tại quan tâm chỗ của mình không phải nhà lại là cái gì đâu năm cái kiếm linh tiểu nha đầu thật lâu không tới bên ngoài vui chơi mỗi lần bị ninh phàm phóng xuất lập tức ở huyết lao tầng thứ bảy khóc lóc ong sòm lăn lộn làm không biết mệt ninh phàm mười phần hoài nghi năm cái tiểu nha đầu nghịch ngợm gây sự này là có hay không có thế từ lục thánh thiên hoang kiếm nơi này học được bản lĩnh. Không phải sư phụ bất quá cao minh, là đồ đệ quá tinh nghịch. Cũng may lục thánh thiên hoang kiếm mang theo nghiêm khắc kiếm áp vừa mở, năm cái tiểu nha đầu lập tức sợ, ngoan. Các nàng không cách nào cùng lục thánh thiên hoang kiếm trực tiếp câu thông, nhưng kiếm cùng kiếm đối thoại, có đôi khi cũng không cần ngôn ngữ, lẫn nhau kiếm ý xen lẫn, liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì cũng không biết lục thánh thiên hoang kiếm đối với mấy cái tiểu nha đầu nói thứ gì, tóm lại, trước đó còn làm ầm ĩ năm cái nha đầu, lại có mô hình có dạng hướng lấy trong huyết quan kiếm ảnh, cung cung kính kính dập đầu khấu đầu, bái sư cha. Gặp năm cái tiểu nha đầu rốt cục an phận xuống tới, Ninh Phàm liền cũng yên lòng, lại đem ngũ hành bình lưu lại, tự nhiên là vì dùng bình này ôm dưỡng năm cái tiểu nha đầu, trợ các nàng tăng trưởng thực lực. Ninh Phàm đã đi lâu rồi, lục thánh thiên hoang kiếm bỗng nhiên lấy kiếm ý cùng năm cái tiểu nha đầu đối thoại nói vi sư nói cái gì tới chủ nhân của các ngươi rất yêu mến bọn ngươi chuyên môn cho các ngươi lưu lại một cái tiên thiên pháp bảo giúp đỡ bọn ngươi tu luyện hắn là hy vọng các ngươi học thành bản lĩnh tái giá các ngươi làm thê tử mới có thể tạm thời nhịn đau cùng các ngươi phân biệt lưu các ngươi ở đây cho nên các ngươi nhất định phải học tập cho giỏi không thể tinh nghịch không thể cô phụ chủ tử các ngươi tâm ý. Như tinh nghịch, chủ nhân của các ngươi liền nên không cần các ngươi, cưới khác kiếm linh khi thê tử. Lục Thánh Thiên Hoang Kiếm không có chút nào lừa gạt tiểu oa nhi giác ngộ, nghiêm trang theo dệt vô cớ nói. Nghe vậy, năm cái tiểu nha đầu lập tức gấp, khóc ra thành tiếng. Ô oa! Ta nhất định học tập cho giỏi, học cốt bản lĩnh cho tiểu phàm phàm khi thê tử, ta không để cho khác kiếm linh hồ ly tinh cướp ta tiểu phàm phàm tinh tinh khóc nước mắt soạt ô a à. mạc mạc sẽ rất ngoan mạc mạc muốn cùng tiểu phàm phàm sống hết đời sinh một đống lớn tiểu kiếm linh mạc mạc con mắt đều khóc sưng lên ô a à. những giống loài khác cùng tiểu phàm phàm như thế nào ta mặc kệ dù sao thủy thủy muốn làm tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả không được hoa hoa mới là tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả ta 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 cái nào đó tên là đồng đồng cà lâm tiểu kiếm linh cũng nghĩ nói chuyện đáng tiếc hoàn toàn không phải thắng miệng thế là năm cái tiểu nha đầu rất nhanh liền bởi vì ai tới làm tiểu phàm phàm kiếm linh dâu cả vấn đề tranh chấp đừng cãi cọ ai học được bản lĩnh lợi hại ai mới là dâu cả đây là chủ nhân các ngươi tự mình nói cho vi sư còn có các ngươi nếu bái ta làm thầy về sau gọi các ngươi chủ nhân liền đổi gọi sư thúc dù sao vi sư thế nhưng là chủ tử các ngươi sư huynh. A. À, tiểu phàm phàm thành ta chúng ta sư thúc. Cùng sư thúc sinh bảo bảo, tốt kích thích a. À. Mạc mạc ưa thích dạng này cấm kỵ quan hệ. Thủy thủy cũng ưa thích. Hoa hoa cũng ưa thích. Đồng. 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 Đồng đồng cũng ưa thích đúng không, chúng ta đều biết nha. Ngươi nhanh chớ nói chuyện, gấp chết người. Tóm lại, Năm cái tiểu nha đầu lần này là thật hạ quyết tâm, muốn cùng lục thánh thiên hoang kiếm hảo hảo học bản lĩnh, mặc dù động cơ không tinh khiết là được, ngay từ đầu liền định cùng ninh phàm phát sinh chút siêu giống loài, đổi bật để ý cấm kỵ quan hệ. Lục thánh thiên hoang kiếm thì một bộ lão ngoan đồng tư thái, không có việc gì liền lừa gạt năm cái tiểu nha đầu mấy lần, làm không biết mệt. Lão ngoan đồng, lão ngoan đồng, nó chính là loại người này, không đúng, loại này kiếm. Lục thánh thiên hoang kiếm, cũng không phải là cái gì người gàn bướng đâu thời gian qua đi nửa năm ninh phàm rốt cục đi ra huyết lao sớm đã xin đợi ở bên ngoài minh hải tiên vương lập tức đại hỷ đón thiếu chủ thu hoạch có thế phong từng thu hoạch không nhỏ thậm chí nhận rõ nội tâm của mình kể từ đó ta đổ càng thêm chờ mong phong đế đại điển cùng ngày theo nhau mà tới thứ hai cái thứ ba chỗ tốt rồi ta thần thông nhiều lắm có lẽ lần này chính là ta cô động làm một thể thời cơ phong đế đại điển chừng nào thì bắt đầu tân khách đều tới không sai biệt lắm chỉ là chỉ là nói cùng ở đây minh hải tiên vương bỗng nhiên có một chút xấu hổ lần này sát lục điện sát đế đời thứ tám kế vị hắn hướng đông thiên thế lực rộng phát mời thiếp chỉ mong ý nể mặt xem lễ thế lực lại cũng không nhiều cơ hồ là lịch đại sát đế phong đế đại điển ít nhất một lần muốn cũng khó trách dù sao Ninh Phàm thân phận xấu hổ, là ám tộc chỗ cừu thị. Kể từ đó, người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, đến cho Ninh Phàm chống đỡ tràng tử, tự nhiên không có khả năng quá nhiều. Nhưng nếu chịu đến, cơ hồ không khỏi là người đáng giá kết giao. Bằng hữu không tại nhiều, mà tại tinh. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Cho nên coi như đây là sát lục điện trong lịch sử tân khách ít nhất một lần phong đế đại điển, ninh phàm cũng sẽ nghiêm túc đối đãi cảm tạ mỗi một cái tân khách mọi thứ dự thì lập không dự thì phế ninh phàm làm chính xác nhất quyết định chính là khi tiến vào huyết lao trước khóa vực truyền âm đối với tại phía xa thiên thu tông thổ ma thiết nha hai bột hạ một cái mệnh lệnh đem trọn cái thiên thu tông toàn bộ dời vào sát lục điện chỗ huyết hải tinh vực chuyển di căn cứ địa nếu quyết định làm tốt sát đế đời thứ tám này Ninh Phàm tự nhiên không tốt phân tâm hai địa phương, dứt khoát đem hai thế lực lớn chuyển qua cùng một chỗ, cùng một chỗ quản lý, rơi vào thuận tiện. Đương nhiên, Thiên Thu Tông cùng với phụ thuộc thế lực, không có trực tiếp nhập vào sát lục điện, mà là tạm trú huyết hải tinh vực, độc lập tồn tại. Đây là bởi vì Thiên Thu Tông là Ninh Phàm tài sản riêng, mà sát lục điện thì lại khác, ngày sau sẽ còn truyền đến sát đế đời thứ 9 trong tay, chỉ là tạm thời về hắn quản lý mà thôi, không phải nó tư nhân đồ vật. Kể từ đó, hai cái khác biệt thế lực này một khi sát nhập, liền sẽ có rất nhiều vấn đề phù ở mặt nước, chẳng không làm việc này. Tại Ninh Phàm tiến vào trong huyết lao nửa năm, Thiên Thu Tông dời tông kế hoạch, sớm đã kết thúc, cũng hoàn mỹ kết thúc công việc. Di chuyển tông môn một chuyện, không cần tán nguyệt bọn người ra mặt, do thổ ma, thiết nha loại này vạn cổ tiên tôn xử lý đều có vẻ hơi đại tài tiểu dụng hai tên vạn của tiên tôn ở phía trước mở đường, hết thảy dời tới 37 khỏa tu chân tinh, thanh thế cực kỳ to lớn, lại trở thành chấn động đông thiên một kiện đại sự. Ven đường đi ngang qua thế lực, thường thường đều sẽ tự giác tránh ra tinh lộ, để 37 khỏa tu chân tinh này thông qua trì hạ tinh vực, còn dọc theo đường vô số tu phỉ, nghe chút là thiên thu tông tại dời tinh, liền đè xuống tham niệm, không dám mạo hiểm phạm, ai kêu thiên thu lão tổ ninh phàm, ma danh ở bên ngoài đâu chấn nhiếp đạo chích tự nhiên không nói chơi. 37 khỏa tu chân tinh này, ngoại trừ thiên thu tông chỗ chủ tinh, những người còn lại đều là về sau phụ thuộc thiên thu tông thế lực, như dược tông, như lục dục tông, quy mô thấp nhất đều là chân tiên thế lực. Khi 37 khỏa tu chân tinh dời đến huyết hải tinh vực về sau, đạt được sát lục điện tu sĩ nhiệt tình nên đón, dù sao việc này ninh phàm đã cùng Minh Hải Tiên Vương bắt chuyện qua. Cuối cùng, Thiên Thu Tông trên dưới 37 khỏa tu chân tinh, toàn bộ di chuyển đến sát lục tinh chỗ không xa, cùng sát lục tinh hợp nhập cùng một cái tinh hệ. Khuyết hải tinh vực trong lịch sử dài dằng dặc, từng có vô số bài ngoại sự tình phát sinh, từ bên ngoài đến thế lực rất khó đứng ở chỗ này ở chân, nhưng lần này khác biệt, bởi vì Ninh Phàm là sát lục điện, Thiên Thu Tông cộng chủ, cho nên Thiên Thu Tông di chuyển tới đây, không có bất kỳ cái gì bản thổ tu sĩ từ đó cản trở tất cả cũng rất thuận lợi theo bộ liền bang tiến hành theo chất lượng sắp xếp cẩn thận thiên thu tông về sau sát lục điện tu sĩ tiếp tục làm việc lục phong đế đại điển một chuyện đây là ninh phàm phong đế đại sự đối với sát lục điện mà nói càng là hạng nhất đại sự đối với toàn bộ đông thiên vốn nên đồng dạng là một việc trọng đại đáng tiếc căn cứ minh hải tiên vương thuyết pháp lần này thịnh sự cực ít có đông thiên lão quái nguyện ý chen vào một chân tuyệt đại đa số người, đều muốn cùng ninh phàm, cùng mặt trời sắp lặn sát lục điện phủi sạch quan hệ. Từ sát đế đời thứ bảy vẫn lạc sự tình lặng yên truyền ra, toàn bộ đông thiên đều kinh ngạc. Dù sao chuẩn thánh không ra, sát đế đời thứ bảy có thể nói là trong đông thiên chư đế người mạnh nhất, cường đại như thế nhân vật đều lặng yên không một tiếng động vẫn lạc, ai nghe đều sẽ thổn thức. Tất cả mọi người nhận định, cường thịnh đời thứ bảy sát lục điện, sẽ từ đời thứ tám bắt đầu, triệt để xuống dốc. Ninh Phàm sẽ kế nhiệm sát đế đời thứ 8. Thì tính sao? Ninh Phàm chỉ là một cái vạn của tiên tôn, lợi hại hơn nữa, cũng không thể cùng chân chính tiên đế so sánh, có thể nói sát lục điện lịch đại yếu nhất một cái sát đế. Vũ Chi Tiên Quân Sát đế đời thứ 8 Ha ha, toàn bộ đều là vô nghĩa. Sát lục điện lịch đại sát đế đều là tiên đế tu vi, kém nhất cũng là lục kiếp tu vi kế vị, mạnh thậm chí sẽ lấy thất kiếp, bắt kiếp tu vi kế vị lúc nào vạn của tiên tôn đều có thể thu hoạch được sát đế danh hào sát đế đời thứ 8 không phải đế thật sự là buồn cười chẳng đổi gọi sát tôn tốt ha 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 xem ra sát lục điện là thật muốn xuống dốc thế mà lại tìm một cái vạn của tiên tôn làm sát đế lại vạn của tiên tôn này còn cùng bí tộc có đại thù không khôn ngoan không khôn ngoan a à. ngày xưa uy chấn đông thiên đỉnh cấp tiên đế thế lực rốt cục muốn lưu lạc thành một cái tiên tôn tiên vương thế lực rồi sao thật đáng buồn đáng tiếc a à. nghe đồng sát lục điện cùng nam thiên cái nào đó bí tộc có thù mà sát đế đời thứ tám sắp kế nhiệm này lại cùng ám tộc có thù hừ không có tiên đế tọa trấn thế mà còn đắc tội hai cái bí tộc hạ tràng có thể nghĩ tuyệt đối nhảy nhót không được bao lâu chúng ta mặc dù thu đến thiếp mời nhưng vẫn là chớ có tiếng về sát lục điện cùng điện này liên lụy quá nhiều. Minh Phàm cùng Minh Hải Tiên Vương quyết định phong đế đại điển lớn nhỏ công việc về sau, bay khỏi sát lục tinh, một mình đứng ở huyết hải tinh vực tinh không, tóc dài không gió mà động, vũ niệm lặng yên tản ra, hướng phía cái này đến cái khác xa xôi tinh vực kéo dài mà ra. Vũ niệm bao trùng dưới, hắn nghe được quá nhiều đông thiên tu sĩ lưu ngôn vĩ ngữ, nghe được cái này đến cái khác châm chọc khiêu khích. Không có người xem trọng sát lục điện, càng không có người xem trọng hắn sát đế đời thứ 8 này. Lịch đại yếu nhất sát đế phải không? Ha ha! Ninh Phàm bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu, cũng không có bởi vì người bên ngoài cách nhìn, mà sinh ra dư thừa cảm xúc. Hắn vũ niệm, càng nhiều hơn chính là muốn hướng phía trong đông thiên, một chỗ địa phương tên là Hắc Ám Đại Lục dò xét. Đó là một tòa trôi nổi tại đông thiên trong tinh không đại lục, không người biết phiến đại lục kia đến cỡ nào bao la, bởi vì nghe nói tiến vào người đều đã chết đi chính là tiên đế tự tiện xông vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ lịch đại đông thiên tu sĩ đều chỉ biết hắc ám đại lục bên trên đông thiên tiên giới một chỗ đại hung chi địa lại rất ít có người biết cái gọi là hắc ám đại lục nhưng thật ra là cái nào đó bí tộc chỗ ám tộc việc này cho tới bây giờ hiếm có người biết nhưng từ khi ám tộc phát cho ninh phàm chiến thiếp truyền khắp đông thiên việc này đã không còn là bí mật gì phủ bụi tại dòng sông lịch sử ám tộc đã lại lần nữa hiện thế ám tộc cùng phong ma đỉnh sợ là có một loại nào đó quan hệ nếu không bách túc đạo nhân kia sẽ không che chở ám tộc tu sĩ tiến vào cực đan thánh vực ta nhập huyết lao đã qua nửa năm bách túc đạo nhân cực khả năng cũng đã từ cực đan thánh vực đi ra không đến giết ta là có mưu đồ khác hay là sợ thầy ta loạn cổ bi danh lại hoặc là còn chưa trở về ta tại cực đang thánh vực náo ra động tỉnh to lớn, ám tộc, phải chăng đã biết được. Thứ hai phong chiến thiếp về sau, có còn hay không lại đến thứ ba phong chiến thiếp, thúc ta tiến về hắc ám đại lục quyết chiến. Tiến về hắc ám đại lục, chỉ là chuyện sớm hay muộn, trước đó, phong đế đại điển mới là nặng nhất. Lịch đại thiếu đế kế nhiệm, có thể đạt được tam trọng chỗ tốt, một là linh thánh, hai là phong đế ngày đó, triệu hoáng, bắt đầu vô nhai hải, tiếp nhận tẩy lễ, ba là tẩy lễ đằng sau, đốt hương hái đạo. Linh thánh thời điểm, ta nghe được tim đập của mình. Không phải phổ thông nhịp tim, mà là hư vô mờ mịt đạo tâm, dẫn dắt. Đối với thần thông, pháp thuật, ta lại có tân thái độ, đang muốn nếm thử, phong đế lúc thứ hai, thứ ba chỗ tốt, xác nhận ta cô động một thân sở học thời cơ tốt nhất. Ta đã đi ra huyết lao, thì khoảng cách phong đế đại điển, còn lại 10 ngày. Ninh phàm thân hình thoát một cái, từ trong tinh không biến mất cũng không biết là trở về sát lục tinh vẫn là đi phụ cận thiên thu tông mười ngày nhoáng một cái mà qua trong mười ngày thỉnh thoảng sẽ có linh tinh độn quang từ tinh không xa xôi bay tới đến cho sát lục điện cổ động tham gia phong đế đại điển thật chỉ là lẽ tẻ độn quang khách đến thăm quá ít quá ít thậm chí còn không bằng năm đó sát lục điện thu đồ để náo nhiệt càng không thể cùng trước đây không có một nhiệm kỳ sát đế kế vị lúc trăm vạn thượng tiên đến chút chưa từng có rầm rộ cùng so sánh. Tuyệt đại đa số người, chỉ coi ninh phàm kế nhiệm sát đế đời thứ 8 là một chuyện cười, đáng tiếc có đôi khi tuyệt đại đa số quan điểm, cũng không có nghĩa là chính xác. Người bên ngoài như thế nào, ninh phàm mặc kệ, chí ít trong sát lục điện, đối với hắn kế nhiệm sát đế đời thứ 8, vẫn rất cao hứng, chỉ là loại cao hứng này, không thích hợp biểu lộ ra thôi, dù sao đời thứ bảy mới vừa vặn mất đi, ai cũng không có khả năng chân chính bật cười. Trong tinh không, không có giới trước phong đế đại điển văn đèn kết hoa đỏ thẩm tinh đăng, không có tiên nhạc ca múa, không có tỏa ra ánh sáng lung linh, không có khói lửa chúc mừng. Nếu dưới mắt không thích hợp ăn mừng, Ninh phàm dứt khoát hạ lệnh, để tất cả hình thức giảng lược. Chỉ trên sát lục tinh, xây một cái thật đơn giản tế thiên tế đàn, quanh mình xây hội trường, tất cả khách đến thăm, đều tại tế đàn bên ngoài hội trường liền tòa tế đàn cùng phổ thông tế đàn kiểu dáng khác biệt tứ phía cao trung tâm thấp giống như một cái tứ phương chữ lõm cái kia thấp trũng chỗ dường như dùng để trữ nước nhưng sát lục điện môn đồ cũng không hướng chính giữa tế đàn rót nước mà là đang đợi chờ phong đế đại điển bắt đầu này tế đàn chính mình đổ đầy nước biển nghe nói lịch đại sát đế kế vị cũng có thể tại bắt đầu tiên vực vô nhai hải nước biển ở trong tiến hành tẩy lễ chỗ tốt cực lớn tới đây xem lễ tân khách đồng dạng có thể thu được một chút chỗ tốt. Cho nên lúc trước sát đế kế vị, khách đến thăm đều là đoạt bể đầu, không còn chỗ ngồi, lần này, trên ghế khách quý, lại khắp nơi đều là trống chỗ ghế, thường thường mấy chục cái ghế, mới có một nhà đang ngồi. Minh Hải Tiên Vương khẽ thở dài một cái, tại đông đảo sát lục điện trưởng lão chen chút dưới, sớm đi vào đại điển hiện trường. Nội tâm âm thầm khẽ đếm, đến chúc mừng Ninh Phàm kế vị thế mà chỉ có chừng 100 cái thế lực, tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là đông thiên thế lực nhỏ, tình cảnh này, có thể nào không để cho hắn sờ tình thương thế? Chẳng lẽ ta sát lục điện thật muốn xuống dốc rồi hả? Không, chỉ cần có thiếu chủ tại, liền nhất định còn có hy vọng. Gặp sát lục điện đại trưởng lão tiến đến, đang ngồi chừng 100 cái thế lực, đều không dám kinh thường, đứng dậy ôm quyền hành lễ, một phen hàng huyên về sau, ngược lại ngồi xuống. Đến chút chừng 100 cái thế lực bên trong, thế mà chỉ có bốn cái vạn của tiên tôn bốn người này cũng đều là đã từng thiếu sát lục điện đại ân lúc này mới coi trời bằng vung tiến đến tiên vương không một người cùng ngày đó ninh phàm thi vào sát lục điện ngày đó hiển nhiên không thể sánh bằng tiểu gia hỏa kia bằng hữu đâu làm sao một cái cũng chưa tới trận đi tới thế lực lại cũng chỉ là cùng sát lục điện giao tình cực sâu thế lực là tiểu gia hỏa kia tính cách lạnh lẽo cứng rắn cường thế sợ là toàn bộ đông thiên, đều không có mấy cái thực tình bằng hữu. Dư Thanh Vân nghiến chặt hàm răng, vì ninh phàm phong đế đại điển quạng cua ẻ cảm thấy bất bình. Chợt có một đạo lưu quan, từ cách xa tinh vực chạy về, thẳng đến sát lục tinh hội trường mà tới. Sát lục điện thủ vệ thấy lưu quan tới lỗ mãn, đang muốn cản trở một hai, chợt nhìn thấy lưu quan kia đánh ra tín hiệu, đúng là người cùng trong điện, liền mở một mặt lưới, không có cản trở thầm nghĩ đối phương nhất định là bên ngoài nóng lòng trở về sát lục điện tu vi, bởi vì quá mức sốt ruột tham gia phong đế đại điển, mới có thể không hợp cấp bậc lễ nghĩa bỗng nhiên xâm nhập hội trường, tâm tình vội vàng này, cũng có thể lý giải nha. Cái kia lưu quan không có mang mặt nạ, tiến vào hội trường về sau, có chút xin lỗi đối với thủ vệ giải thích một phen, cũng đưa lên tham gia đại điển hạ lễ, mới tìm cái dựa vào sau vị trí liền tòa. Hắn, là Ngô Trần, năm đó hoàn thành mang hoang nhiệm vụ về sau liền lại bị một lần nữa phái ra trở lại trước đó chỗ sát lục phân các tọa trấn sát đế đời thứ tám kế vị cố nhiên trọng yếu nhưng ninh phàm có lệnh trước đây không để cho tại phía xa vạn giới tinh vực bên ngoài phân các bên trong người vì chỉ là qua loa mà chạy về đóng tại bên ngoài sát lục phân các vài các chủ quanh năm khổ cực bề bộn nhiều việc tiếp lĩnh nhiệm vụ thậm chí còn có người nhiệm vụ thi hành một nửa đã tiếp cận thành công nếu như vượt qua vô số tin không chạy về chủ điện rất nhiều người đều đến từ bỏ hao phí vô số tâm huyết nhiệm vụ càng cần hơn tốn hao to lớn nhân lực vật lực đến đi đường quá ổn phí thân là phân các các chủ ngô trần về tình về lý đều không cần phong trần mệt mỏi gấp trở về thân là bản điện đệ tử càng không cần tặng quà nhưng hắn vẫn kiên trì muốn trở về vẫn kiên trì muốn đi qua trận này hắn không phải quan tâm hình thức người nhưng lại không thể không cấp bằng hữu giữ thể diện coi như hắn chỉ là nho nhỏ độ chân coi như hắn kiệt lực tìm thấy hạ lễ tại vô số lão quái trong mắt không có ý nghĩa hắn cũng muốn đến diêu thanh vân sau lưng một tên trưởng lão nhận ra phá hư hội trường trật tự ngô trần không vui cao mày nói cái này ngô gia tiểu tử quá liều lĩnh lỗ mãn phong đế đại điển sao mà chính thức tràn diện lại bị kẻ này một người phá hư trật tự chẳng lẽ là độ chân mang tới vui sướng để kẻ này đáp ý vên váo coi là thiên hạ có thể hoành hành a à. xem ra có cần phải tìm thời cơ thêm chút trừng trị một chút kẻ này gõ một cái tên tiểu bối này không thể để cho hắn quá kiêu hoành cái này cũng là vì hắn tốt lại một tên người khuyên can đồng dạng trưởng lão khuyên nhủ được rồi kẻ này là phân cách các chủ chỗ phân các còn cách chủ tinh cực xa người ta chịu gấp trở về tâm ý tóm lại là tốt không cần phạt đệ tử ngược lại là mơ hồ biết, ngô trần này cùng thiếu chủ ở giữa, giao tình không ít. Thiếu chủ tu vi còn khi còn yếu, ta gặp qua thiếu chủ đi ngô trần phân cắt tìm hắn, hai người còn từng nói chuyện với nhau thật vui đâu. Cái nào đó đứng hầu tại trưởng lão bên cạnh thấp bối mệnh tiên, bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là biến sắc, càng có một ít người nghiêm mặt hỏi thăm, ngô trần là khi nào chỗ nào, như thế nào cùng ninh phàm kết giao khi xác thực biết ngô trần xác thực có thể cùng ninh phàm có giao tình về sau liền ngay cả trưởng lão trước đó tuyên bố muốn trừng trị ngô trần nghiêm khắc kia cũng không dám lại nói ngô trần nữa cái không phải hiệu quả và lợi ích người đối với ngô trần không ngừng hâm mộ cần biết trên đời này khó có nhất giao tình chính là bố y chi giao cái này ngô trần có thế tại ninh phàm còn khi còn yếu thực tình tới kết giao tại ninh phàm nội tâm tất có trọng lượng ngày sau ninh phàm tại trong sát lục điện đơn giản chính là danh xứng với thực đế vương phàm nhân có lời bên trên là đế sư bên trong là đế hữu bên dưới là đế thần cái này ngô trần chính là đế hữu tiền đồ một mảnh cẩm tú người trọng tình thì hiểu ngô trần vội vội vàng vàng chạy về sát lục điện tâm tình lấy ngô trần tu vi từ xa như vậy phân các bay vào vũ trụ chạy về sợ là từ vừa tiếp xúc với đến tin tức bắt đầu liền tại nóng lòng đi đường bởi vì lấy cực hạn tốc độ không ngủ không nghỉ đi đường nửa năm, Ngô Trần quanh thân mỏi mệt là cá nhân cũng nhìn ra được, thậm chí liền thân thể căn bản đều có chút hao tổn, lại càng không biết vì sao, tự hồ thương thế cực nặng. Ngô Trần đến, là mang đến hạ lễ. Không bao lâu, liền nghe được thu lễ đệ tử chấp sự, kiểm tra xong Ngô Trần hạ lễ không có gì, chính thức đăng ký, nhận Ngô Trần hạ lễ, cũng mang theo kinh ngạc hướng bên cạnh đám người đưa tin, phân các các chủ Ngô Trần đưa lên hạ lễ 800 vạn năm linh dược một gốc. T. Trong hội trường lập tức có hít một hơi lãnh khí thanh âm. 800 vạn năm linh dược, đối với toái niệm lão quái mà nói, đều là hiếm có đồ tốt, ngô trần này chỉ là độ chân, lại cầm được ra. Hắn mua được A. Không, không đúng, không phải mua. Khi đệ tử chấp sự mở hộp kiểm tra linh dược lúc, người hữu tâm chú ý tới, linh dược kia căng cần mang theo chưa khô cạn bùn đất, trên bùn đất, càng có vết máu, từ khí tức phán đoán, đúng là ngô trần máu. Thuốc này lại là ngô trần, lấy độ chân tu vi từ nơi nào đó hiểm địa liều chết hái. Cái này ngô trần điên rồi phải không? Thế mà lấy độ chân tu vi, liều chết đi hái 800 vạn năm linh dược. Trong đông thiên, phàm là địa phương có bực này linh dược, đều là đại hung chi địa, toái niệm tiến vào cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Có trưởng lão có chút rung động lại nhìn ngô trần thời điểm ánh mắt có kính trọng, sự kính trọng kia, đã không chỉ là bởi vì ninh phàm quan hệ bám váy. Dư Thanh Vân cũng là có chút chấn kinh, tiếp theo mới có ý cười, thỏa mãn gật gật đầu. Cái này ngô trần tu vi tuy chỉ thường thường, nhân phẩm vẫn còn không tệ. Ninh phàm thật đúng là sẽ chọn bằng hữu đâu. Như vậy mới phải. Coi như lần này phong đế đại điển người tới ít hơn nữa, chỉ cần ninh phàm thực tình kết giao bằng hữu có thế đến một, hai người, lấy cá tính của hắn, liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối đi. Nàng quả nhiên vẫn là sợ ninh phàm cả đời ở trong cực kỳ trọng yếu phong đế đại điển, lưu lại tiếc núi đâu. Giờ lành một chút xíu tiếp cận, bỗng nhiên quảng cua ẻ trong tinh không, lại có một đạo hoành hành không sợ độn quan đến. Cùng ngô trần khác biệt, ngô trần chỉ là độ chân, cho nên độn quan lỗ mãn chút, mới có thủ vệ ngăn lại. Người này thân hình còn chưa hiện ra, nhưng chỉ nhìn độn quan, liền biết là một cái tu vi kinh thiên tiên vương, cho nên không người ngăn cản, chỉ có nghênh đón. Minh Hải tiên vương cùng tất cả trưởng lão sắc mặt, cũng bởi vì tên này tiên vương đến, có hòa hoãn, thở vào nhẹ nhõm. Phải biết cho đến trước mắt, lần này trong sát lục điện tân khách, còn không có một cái tiên vương đến, người này đến, bao nhiêu có thể vì thế lần phong đế đại điển che vừa che xấu hổ. Chỉ không biết, vị này tiên vương là ai, là cùng Minh Hải Tiên Vương giao tình rất sâu linh thông Tiên Vương, hay là từng lập thể thiếu đời thứ bảy một cái mạng của thuyền Tiên Vương, lại hoặc là, là. Tất cả trưởng lão đang suy đoán, bỗng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, tiếp theo thở dài, cười khổ. Bọn hắn đều đoán sai. Người tới, cũng không phải là cùng sát lục điện có giao tình Tiên Vương, mà là. Ninh Phàm bằng hữu. Thưa thớt trong hội trường, lập tức có linh linh tinh tinh ngạc nhiên đúng là ôm vương lữ ôm. Hắn không phải còn đang bế quan chữa thương sao, làm sao xuất quan. Nghe đồn ôn vương cùng vũ quân có kết nghĩa chi tình, bây giờ xem xét, quả nhiên không giả. Cái này ôn vương truyền ở bên ngoài thanh danh không tốt, nhưng nhân phẩm hay là có thể vòng có thế điểm địa phương, lấy bây giờ loạn cổ đại đế ngày giờ không nhiều tình thế, tất cả mọi người tránh vũ quân như xà hạt, người này thế mà còn đuổi theo là vũ quân cổ động nghe nói ông vương còn tại trong thiên thu tông trên danh nghĩa là khách khanh xem ra nghe đồn này cũng là thật bất quá ông vương đồng dạng là thần hư các khách khanh trưởng lão hắn chẳng lẽ là đại biểu thần hư các mà đến giống như nghe được trong đám người nghị luận lữ ôn cười ha ha một tiếng đáp lữ mổ cũng không phải là đại biểu thần hư các mà đến chỉ là lấy danh nghĩa cá nhân đến cho ta nghĩa đệ cổ động nơi đây đạo hữu tuy ít nhưng đều là người tốt đều là người tốt Ha ha. Khẩu khí thật không có cỡ nào vô lễ, ngược lại cực kỳ khách khí. Hắn trời sinh tính không phải cái người lễ phép, cũng không phải cái gì người biết nói chuyện, nhưng hôm nay là Ninh Phàm trọng yếu thời gian, hắn sẽ tận lực khắc chế, không đi hồ ngôn loạn ngữ, gây chuyện thị phi, để tránh phá hư bầu không khí. Cùng Minh Hải Tiên Vương bọn người hàng huyên qua đi, hắn vào hội trường, lên chính mình lễ. Thu lễ chấp sự mở ra hộp quà, chỉ cảm thấy một cổ mùi tanh đập vào mặt, lập tức nhíu nhíu mày, nhưng xem xét rõ ràng mùi tanh căn nguyên là vật gì, lập tức hoảng sợ. Thiết Thiết giáp thần tê ngưu tiên hóa thạch, vật này là đồ thật. Nghe vậy, hội trường lập tức lấy làm kinh ngạc, đương nhiên cũng có một chút nữ tu sắc mặt đỏ bừng. Ngưu tiên cố nhiên không phải cái gì lên được mặt bàn đồ vật, nhưng nếu là thiết giáp thần tê ngưu tiên, thì ngoại lệ. Thiết giáp thần tê chính là thượng cổ niên đại, cổ thần nhất yêu quý tọa kỵ một trong, là tê giác chủng, không phải cổ thần chi huyết không thể nhận chủ. Tê giác này tên là thiết giáp, nhưng bên ngoài thân kỳ thật cũng không vẫy giáp, chỉ có thô dày làn da. Nhục thân tùy tiện bộ vị nào, cũng có thể ngạnh kháng đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực, là sống đến liền có thể vượt cấp vật lộn giống loài. Cho dù là ngư tiên loại này nam tu uy hiếp, đều có thể một roi đâm mở đồng cấp tu sĩ áo giáp làm vũ khí đến sử dụng. Thiết giáp thần Tê sớm đã tuyệt chủng, chính là hóa thạch, giữa thiên địa cũng tuyệt đối không nhiều, Lữ Ôm tìm tới vật này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng, tâm ý là 10 phần nặng. Chỉ khối hóa thạch này, giá trị to lớn, cơ hồ có thể cho một chút tiên đế có chút tâm động, tiên vương mà nói, thì tuyệt đối nguyên nhân vì vật này đánh vỡ đầu, lấy ra luyện chế pháp bảo. Ôm vương nhưng còn có thiết giáp thần Tê những bộ vị khác này ngư tiên đưa cho vũ quân, chúng ta không dám ngấp nghé, nhưng nếu là còn có mặt khác bất ổn, chúng ta ngược lại là cực kỳ vui lòng muốn chút sừng trâu, móng trâu, răng trâu. Nếu có, chúng ta nguyện tán gia bại sản đi đổi. Hội trường mấy cái tiên tôn tân khách, nóng mắt mà hỏi thăm. Ai, nếu có những bộ vị kia, lữ mổ sẽ nắm căn ngư tiên đưa cho nghĩa đệ. Ta cũng biết vật này có tổn thương phong hóa, bất quá ta lại nghĩ một chút, ngư tiên tốt, ta nghĩa đệ tu chính là song tu đại đạo, nếu là nói mà cứng rắn nhập pháp bảo, chẳng phải là khụ khụ khụ, thất ngôn, thất ngôn, ha ha. Chư vị đồng đạo tự hiểu đi. Ha ha ha. Lữ ôn ăn mặn trò cười, chọc cười giữa sân không ít đại lão gia, nhưng cũng trêu đến không thiếu nữ tu mặt đỏ tới mang tai. Nói tóm lại, xem như thoáng xào nóng lên hội trường quạng cu ẻ bầu không khí. Dư Thanh Vân đầy mặt ửng đỏ, thầm mắng ninh phàm nghĩa huynh này, làm sao như vậy không có chính hình, đây đều là người nào nha. Nghĩa đệ phong đế, đưa cái ngưu tiên, mà lại còn là thiết giáp thần tê ngưu tiên. Ninh phàm còn cần bổ. Không bổ đều đem nàng sáng chói ba ngày ba đêm. Nếu là bổ, nàng có thể hay không trực tiếp bị đâm chết. Thật sự là có dạng gì nghĩa đệ, liền có dạng gì nghĩa huynh, phi phi phi, đều thật không muốn mặc. Bất quá, người cũng không tệ đâu, chịu vào giờ phút này hiện thân, giống như là đứng tại ám tộc mặt đối lập, như ninh phàm tương lai bị ám tộc giết chết, lữ ôn, cũng không có kết cục tốt. Tiểu gia hỏa kia vô sĩ quy vô hổ thẹn, nhưng, thật rất biết kết giao bằng hữu đâu. Hôm nay, có bạn đến, có huynh tại, hắn ứng không tiếc đi. Diêu Thanh Vân đang nghĩ đến, chợt nghe trong tin không xa xôi, truyền đến một tiếng trung chuyển trời đất thô hào tiếng cười. Ha ha, thật sự là đúng dịp lữ huynh thế mà cùng la mổ người nghĩ đến cùng nhau ngươi cầm thiết giáp thần tê ngưu tiên làm lễ ta lại cầm thái cổ giao long long tinh làm lễ chúng ta không nói nhiều như vậy nghi thức xã giao tặng lễ cái gì lên hay không lên mặt bàn cũng không quan trọng trọng yếu là tâm ý chúng ta đều muốn để ninh lão đệ tại trên giường hùng phong lại lên một tầng nữa phần này khẩn thiết lo lắng chi tâm thế nhưng là ngàn vàng khó mua người chưa đến, tiếng cười đã tới, mang theo thành đế đã tiến hành đồng dạng áp lực mênh mông. Tất cả mọi người chấn kinh, chính là Minh Hải Tiên Vương cũng rất là ngoài ý muốn, không ngờ tới, ngay cả sắp thành đế chiến vương La Hầu, đều tới. Lại thế mà lấy ra thái cổ giao long long tinh, đây chính là danh xưng một giọt quý tại tiên thiên linh dược vật đại bổ A. Lại có không thiếu nam tu đối với cái kia cái gọi là long tinh nóng mắt, cũng có càng nhiều nữ tu xấu hổ mắng không thôi. Diêu Thanh Vân mặt mo đỏ ửng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không biết chiến vương La Hầu cũng là loại người này. Quả nhiên. Một khi cùng Ninh Phàm làm bằng hữu, tuyệt đối là sẽ bị làm hư. Thật sự là một đám không biết xấu hổ không biết thẹn gia hỏa. Nhưng không khí của hội trường lại thật bị những người này cho cưỡng ép xào nóng lên. Có lẽ, đây mới là những người này chân ý. Không muốn để Ninh Phàm tốt đẹp thời gian, quá mức trầm mặt quạng cu ẻ đi. Mặc dù là một đám hồ bằng cẩu hữu. Nhưng đúng là một đám hảo bằng hữu đâu. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.